Thằng nhóc cậu chê sống dai quá à, lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Thứ trương bân tôi muốn, chưa bao giờ là không có được cả. Cậu không giao thần lực ra, có tin là tôi hủy đi hạch tâm thần vực của cậu không? Và cái tên trẻ trâu này là Trương Bân, lưu manh học đường hạnh tâm quyến tộc, có quân đoàn 5.000 người lùn. Anh nói, nếu không có thần lực, cái mạng này thì có một cái, để xem cậu có dám lấy đi không. Con gà yếu này là tôi hàn vũ, nói chính xác hơn thì là tôi của hiện tại, một hạch tâm quyến tộc, là phế vật hoàng trùng. Còn vì sao tôi dám mạnh miệng trước mặt tên côn đồ này? Chuyện này phải bắt đầu nói từ một ngày trước. Đúng vậy, tôi đã xuyên Việt, xuyên Việt đến thế giới thần vực mà ai cũng có thể trở thành thần. Chỉ là, chủ nhân của cơ thể này là một tên vô dụng số khổ, một con sâu bọ đáng thương thức tỉnh thần vực khi 18 tuổi, nhưng lại chỉ có được hoàng trùng hạch tâm quyến tộc. Trước khi ông Lâm Trung, ông nói với anh, con à, bố mẹ con đã mất tích ở loạn tinh hải của học viện Đế Đô, bọn họ chắc chắn vẫn còn sống. Nếu như tương lai con có cơ hội nhất định phải đi tìm bọn họ về. Hàn Vũ, nếu như cậu đồng ý làm nô lệ của tôi, mỗi ngày cung cấp đủ hoàng trùng cho nối thức của tôi làm thức ăn thì tôi có thể bảo vệ cậu đến khi tốt nghiệp cấp 3. Tự cậu suy nghĩ kỹ đi. Hàn Vũ, thứ hai đi học mang 100 điểm thần lực đế cho tao, nếu mày dám không mang thì tao sẽ dẫn đoàn quân người lùn của tao xâm nhập vào thần vực của mày, giết hết sạch hạch tâm quyến tộc của mày, hủy đi hạch tâm của mày, khiến tiền đồ của mày bị hủy hoại, không có ngày quay đầu nữa đâu. Vì bản thân anh anh hiểu rõ nhất ban đầu đã có độ khó địa ngục, thế cục này phải giải quyết làm sao bây giờ? Dựa vào hoàng trùng quyến tộc, thì cả đời này của tôi cũng không thể vào trường cấp 3 đỉnh cấp của học viện đế đô được chứ đừng nói đi tìm tung tích của bố mẹ. Nhưng chuyện quan trọng hiện tại là qua ải của tên trẻ châu tóc vàng kia đã, vươn cổ cho người khác chặt, không phải là phong cách của tôi. Rồi anh đi vào trong chiếc máy có thể kết nối đến thần vực của mình. Đến cũng đã đến rồi, không thử dãy dụ phản kháng thì cũng không tôn trọng xuyên việt quá. Rồi cứ thế bắt đầu kết nối với thần vực của mình thông báo đăng nhập thành công đang lốt đinh đến 100%. Thần vực của anh bắt đầu hiển hiện ra ngay trước mắt một cảnh tượng rộng lớn bao la, khiến anh cũng phải thẫn thờ đứng đơ một lát. Ở bên trong hạch tâm đâu đâu cũng là những con hoàng trùng. Đây chính là hạch tông tuyến tổng của mình ư, một đám hoàng trùng nhàn nhã trên bãi cỏ. Rồi anh bắt đầu kiểm tra bảng hệ thống của mình. Tên Hàn Vũ. Cấp bậc sinh vật thần tính, được chia thành sinh vật thần tính bán thần, chân thần, chú thần và thần vương. Thiên phú thần minh con cưng của trời duy nhất năng lực thần minh, tăng tốc sinh trưởng hiến tế sinh mệnh duy nhất. Thần tính một điểm, thần lực không điểm, tín ngưỡng chi lực 20 vạn. Cấp bậc hạch tâm cấp 1 chưa thêm. Hạch tâm quyến tộc hoàng trùng, số lượng quyến tộc 80 vạn con. Trưởng thành 160 vạn và 2.000 vạn trứng. Anh nói, dựa theo ký ức của đời trước, hình như không có hai dòng con cưng của trời và hiến tế sinh mệnh này. Chẳng lẽ đây là buff? Rồi ấn giải thích câu từ của hai từ này. Thông báo giải thích kỹ càng cho anh. Con cưng của trời, người may mắn được ông trời lựa chọn. Mỗi khi tăng cấp đều nhận được một năng lực có thuộc tính duy nhất. Hiến tế sinh mệnh có thể hiến tế sinh mệnh của sinh vật đổi lấy sản vật cùng giá trị. Đổi sản vật được tạo ngẫu nhiên trong quá trình hiến tế. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Con cương của trời ư? Đây có lẽ là bàn tay vàng khi mà mình xuyên việt đến đây. Còn về hiến tế sinh mệnh thì là năng lực thuộc tính duy nhất mà mình có được khi trong giai đoạn thần tính sinh vật. Còn bàn tay vàng nghịch thiên này, mình cố gắng có lẽ có thể hoàn thành được duy nguyện của ông nhưng tiền đề là qua được cửa ải của tên côn đồ trường học kia. Nhưng các con châu chấu của mình, rồi anh đọc bảng thông tin chi tiết thêm một lần nữa để phân tích. Hạch tâm quyến tộc hoàng trùng, cấp bậc quyến tộc gồm có sinh vật bình thường, siêu phàm, anh hùng, lĩnh chủ, quận vương. Thiên phú quyến tộc là sinh sôi, cấp bậc tín ngưỡng cuồng tín đồ hoàng trùng. Mọi mệnh lệnh của thần minh chia thành kiền tín đồ, cuồng tín đồ, thánh đồ. Tín ngưỡng chi lực một phần 100 ngày, năng lực sinh sản 300 trên một lần. Chu kỳ sinh mệnh 90 ngày thời kỳ trứng là 15 ngày. Thời kỳ của con trưởng thành là 45 ngày, thời kỳ của con già là cứ thế anh liền nhận ra, có chỗ có thể cần khai thác được. Bắt đầu suy nghĩ, năng lực sinh sản, chu kỳ sinh mệnh, tốc độ sinh trưởng, hiến tế sinh mệnh, một ngày ở hiện thực bằng một năm ở thần vực. Khi thế giới hiện thực trôi qua một ngày thì sẽ sinh sôi được bốn đời hoàng trùng. Rồi bắt đầu anh nhận ra điều mình cần nên làm. Mình đã hiểu rồi, vậy thì lần này mình sẽ cược một phán đi. Thắng thì lật người làm chủ nhân, thua thì hoàn toàn sa đọa làm phế vật, rồi anh quyết định làm theo suy nghĩ của mình. Cứ thế trôi sang đến ngày hôm sau, người phụ nữ đó lần này lại đến bước vào trong lớp của anh. Bước gần về phía anh rồi nói: "Hàn Vũ, cậu đã nghĩ xong chưa, làm nô lệ của Tần Sảng tôi đi. Tôi đảm bảo trước khi cậu tốt nghiệp cấp 3 sẽ không có ai dám bắt nạt cậu." Nhưng hôm nay anh đã mạnh mẽ kiên cường trả lời dứt khoát: "Tôi từ chối." Khiến cho Tần Sảng giật mình: "Cái gì? Cậu có biết cậu đang nói gì không?" Không có sự che chở của tôi thì cậu sẽ bị đám người kia ép khô đến chết đấy." Nhưng anh nở nụ cười nói với Tần Sảng, "Có lẽ tình trạng thật sự như cậu nói nhưng tôi vẫn lựa chọn từ chối. Hàn Vũ tôi, tuy không có quyền thế nhưng tôi có tôn nghiêm của riêng mình. Ý tốt của cậu nguyện lòng bảo vệ tôi, tôi xin nhận, nếu như không có chuyện gì khác thì hãy trở về đi." Thấy anh đã kiên quyết như vậy, Tần Sảng chỉ có thể quay đầu rời đi, nhưng vẫn nhắc nhở anh một câu, "Hàn Vũ, cậu sẽ hối hận đấy." Nhìn thấy cô rồi đi anh mới thở ra một hơi. Rồi không trôi qua được bao lâu, tên trương bân lại bắt đầu xuất hiện cùng với mấy đàn em của mình. Hàn vũ bảo mày chuẩn bị một trăm thần lực đã đem đến chưa? Mấy tên đàn em cũng thêm lời: Mau giao ra đây, đừng ép bọn tao phải ra tay. Giao ra đây nếu không thì bọn tao sẽ đánh vỡ hạch tâm thần vực của mày, để mày không thể có ngày quay đầu lại. Rồi tên trương bân đặt tay lên vai áo của anh, anh tức giận mà nói: Đừng có động vào người của tao. Tên trương bân tức giận kèm theo là ánh mắt đe dọa: Mày dám nói chuyện với tao như vậy ư? Mày không giao thần vực ra đây thì có tin là tao hủy hạch tâm thần vực của mày không? Anh lần này không sợ hãi, có giỏi thì thử đi. Thấy hôm nay ánh mắt kiên định cùng với vẻ mặt lạnh lùng tên này nghĩ thầm. Thằng nhóc này hôm nay sao lại cứng vậy, chẳng lẽ đã có chỗ dựa gì rồi? Rồi quay đầu nhìn về phía của tần sảng rời đi, nhưng không muốn hỗ trợ thì nghĩ. Hình như không phải là tần sảng. Thấy vậy mấy tên đứng phía ngoài cổ vũ động viên. Đánh một trận, đánh một trận, chúng tôi vẫn chưa từng thấy dáng vẻ bị đánh vỡ hạch tâm hoàng Trung quyến tộc đúng là rác rưởi so với trình độ thực lực trung bình của lớp chúng ta mau giải quyết cậu ta đi để cậu ta nghỉ học nghe nói đoàn quân người lùn của đại ca trương bân có thể xếp vào top 60 của trường tôi cũng muốn được mở mang tầm mắt một chút được sự động viên khen ngợi của mấy tên đứng ngoài hắn lại càng mạnh miệng hơn với anh hàn vũ nếu mày đã chán sống thì đừng trách tao không cho mày cơ hội rồi bắt đầu từ trong áo lấy ra một tấm thẻ đối phó với rác rưởi như mày 10 điểm thần lực cũng coi như là đã coi trọng mày rồi thẻ xâm nhập Giá trị 10 điểm thần lực, sau khi khóa mục tiêu sẽ tạo ra một cánh cửa truyền thống không gian trong thần vực của mục tiêu, từ đó thực hiện xâm nhập vào không gian của thần vực. Nhìn thấy tấm thẻ này khiến anh sững sờ, rồi cứ thế anh như bị cuốn vào bên trong không cách nào có thể thoát ra được. Cuối cùng truyền tống anh đến một nơi đầy sự lạ lắm. Ngay trước mắt của anh là một cánh cửa khổng lồ không gì có thể mở được. Đây là. Rồi cứ thế cánh cửa như có sức mạnh thần kỳ được mở ra từ 10 điểm thần lực. Một binh đoàn với số lượng không hề ít được chuẩn bị đi ra. Những con người lùn lúc này với ánh mắt tràn đầy sát khí, hiên ngang bước vào hạch tâm của anh. Còn phía trên bầu trời chính là hình ảnh của Trương Bân đang chỉ huy lũ người lùn này. "Ta dùng danh nghĩa thần của người lùn, ra lệnh cho các ngươi, đoàn quân người lùn của ta, đi hủy diệt đám hoàng trùng yếu ớt kia đi, hủy hoại hạch tâm của mảnh thần vực này." Nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân mấy con lúc này như được bật chế độ điên cuồng vui vẻ gào lên như được thỏa sức tung hoành. Nhìn thấy cảnh tượng này từ bên ngoài hình chiếu mấy tên bạn học lại bàn tán xôn xao đoàn quân người lùn của Trương Bân lại tăng thêm ít nhất 1000 người lùn nữa, thực lực này đã có thể chen vào 50 người đứng đầu rồi. 50 người đứng đầu ư? Nói gì vậy chứ? Không nhìn thấy đội quân người lùn mỗi người đều được trang bị một món vũ khí sao? Không nhìn thấy đội quân người lùn mỗi người đều được trang bị một món vũ khí sao? Thực lực này ít nhất phải cỡ 30 người đứng đầu. Mọi người mau nhìn kìa trong quân đội người lùn phía đằng trước là một sinh vật tinh anh. Nếu đã có tinh anh thì Hàn Vũ lần này thì tiêu đời thật rồi. Tần Sảng lúc này cũng bước đến, để xem hai người quyết chiến với nhau anh lúc này cũng không yếu thế chỉ huy đội quân châu chấu màu đỏ của mình tiến về phía trước châu chấu tự nổ hãy tấn công mấy người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này liền không khỏi hoài nghi mau nhìn kìa những con côn trùng biết bay màu đỏ đấy là gì vậy có một người đã nhận ra là châu chấu tự nổ sinh vật tinh anh quyến tộc cốt lõi của hàn vũ không phải là châu chấu bình thường sao sao lại có sinh vật tinh anh như châu chấu tự nổ hơn nữa số lượng còn nhiều đến thế sinh vật tinh anh thì đã làm sao chứ châu chấu biến thành sinh vật tinh anh cũng không thể đọ với sức chiến đấu của người lùn rác rưởi chính là rác rưởi nhiều hơn nữa cũng vô dụng rồi hai quân đoàn cứ thế lao vào chiến đấu với nhau nhưng những con châu chấu này đã tạo ra những vụ nổ với sức phá hoại kinh khủng khiếp anh nhìn thấy liền nở nụ cười như đã dự đoán được từ trước vì một ngày trước đó anh đã kết hợp lại với nhau bằng hiến tế sinh mệnh anh nói vậy thì cường một ván đi giữ lại một nghìn vạn con để duy trì giống loài 2,49 tỷ con còn lại đều bị hiến tế, cuối cùng đã kết hợp hiến tế sinh mệnh để tạo ra một giống loài cao cấp hơn. Hiến tế cứ càng ngày càng tạo ra sinh vật mạnh mẽ. Cuối cùng hiện ra một dòng thông báo. Lựa chọn một, một vạn chiến sĩ Globin sinh vật tinh anh. Lựa chọn hai nguồn suối sinh mệnh. Nguồn suối sinh mệnh sẽ không bao giờ ngừng tuôn ra dùng để nuôi dưỡng sức sống cải thiện môi trường xung quanh. Còn lựa chọn thứ ba là thánh vật cấp 1. Trái tim nứt toác, cộng thêm sau khi tiến vào trung tâm thần vực, có xác suất nhất định sinh ra quyến tổng cốt lõi chứa đựng sức mạnh bùng nổ. Lúc đó anh đã trầm ngâm suy nghĩ một lát. Lựa chọn một là một vạn chiến sĩ Globin mặc dù có thể giải quyết nguy hiểm trước mắt, nhưng lại sản phẩm dùng một lần. Dùng hết là hết, qua được nguy hiểm lần này còn có nguy hiểm lần sau thì sẽ thế nào chứ? Còn lựa chọn thứ hai là nguồn suối sinh mệnh. Là sự đầu tư lâu dài, cũng là thứ hàn vũ đằng trước đang cần. Nhưng lại không thể đối phó với tình hình ngày mai. Cứ thế anh lựa chọn thứ ba là đầu tư vào cốt lõi cuốn tập có thể kéo dài tác dụng. Trước mắt chỉ có thể chọn cái này, rồi một viên tinh thạch như bắt đầu xuất hiện trước mắt của anh. Anh dùng chính bàn tay của mình một tay bóp nát, khiến cho những mảnh tinh thạch này hòa quyện vào trong hạch tâm của anh. Thời gian trong đây một năm bằng một ngày bên ngoài. Rất nhanh đã có sự tiến hóa vượt bậc, một loài sinh vật mới đã được tạo ra. Tên gọi quyền tộc, châu chấu tự nổ, cấp bậc quyền tộc. Sinh vật tinh anh, thiên phú quyền tộc tự nổ, cấp bậc tín ngưỡng. Tín đồ điên cuồng châu chấu không có trí tuệ nghe theo tất cả mệnh lệnh của thần linh. Sức mạnh tín ngưỡng một phần 10 ngày, năng lực sinh sản 30 trên một lần đẻ. Vòng đời 180 ngày, rồi anh đã test thử con châu chấu ngày hôm qua. Cầm nó rồi lãng về phía trước hãy tự nổ đi. Đúng như dự tính một vụ nổ của nó đem lại rất khủng khiếp dù mới chỉ là test thử một con. Anh nụ cười mãn nguyện, uy lực như này tuyệt đối không thể giết chết một người lùn bình thường. Nhưng nếu số lượng nhiều lên thì có thể được, vậy thì làm thêm vài lần nữa đi. Quay lại hiện tại mấy người đánh nhau khói bụi mù mịt ở bên trong không thể nào nhìn rõ. Mấy người nói tình hình dẫn chiến sao rồi, nhưng khi những làn khói tan ra những globin yếu thế đã chết như ngả dạ chỉ còn lại một con tinh anh là vẫn cố gắng sống sót nhưng mang trong mình tràn đầy trọng thương còn số lượng của anh thì nhiều vô kể vẫn đang nghe theo sự sắp xếp tiến về phía trước tân sảng nhìn thấy một màn này cũng vui vẻ mà khen thú vị lắm cuối cùng chỉ còn lại một vài con trên sàn đấu nhưng lũ châu chấu tự nổ này vẫn bay về tấn công số lượng đếm không xuể nhìn thấy một màn này tên trương bân sợ hãi chỉ huy mấy tên người lùn chuẩn bị rút lui anh nhìn thấy vậy thì nói người lùn sống sót sắp quay về thần vực rồi, nhưng bây giờ muốn đi ư, cũng đã muộn rồi. Rồi anh chỉ huy, tất cả quyến tộc, xuyên qua cánh cửa, thay đổi hướng xâm nhập thần vực của Trương Bân. Nghe được chỉ thị mấy con quyến tộc của anh lao vào như vũ bão, tầng tầng lớp lớp tiến vào. Kèm theo đó là những vụ nổ hy sinh quên mình của những con châu chấu tên Trương Bân bắt đầu sợ hãi hò hét về phía của anh. Mau ra lệnh quyến tộc của người cút ra khỏi thần vực của ta đi. Nhưng những con quyến tổng của anh vẫn không ngừng tấn công người lùn của hắn khiến những tên người lùn gầm gừ, gào thét trong đau đớn nhìn thấy cảnh tượng này hắn bắt đầu sợ hãi mà nói ra ta nhận thua hãy cho đám châu chấu của ngươi rút lui đi để quyến tộc của ta trở về nhưng anh nợ ra một nụ cười giải mạn không phải ngươi muốn phá hỏng cốt lõi thần vực của ta sao nếu đã vậy thì ta tấn công ngược lại cốt lõi thần vực của ngươi cũng là lẽ đương nhiên thôi tên trương bân nghe xong mà hoảng sợ ngươi dám ư nếu ngươi làm thật thì bố mẹ ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi bố ngươi là bán thần mẹ ta cũng sắp thăng lên bán thần rồi ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ anh mặc kệ những lời đe dọa của hắn anh vẫn chỉ huy những con châu chấu lao về trung tâm cốt lõi bằng bất cứ giá nào hôm nay ta cũng phải phá hỏng cốt lõi của ngươi tên này sợ hãi mà khóc lóc van xin dừng tay mau dừng tay đi ta chịu thua ta đảm bảo sau này sẽ không bắt nạt ngươi nữa ngươi có điều kiện gì thì cứ nói ra ta nhất định sẽ thực hiện tóm lại ngươi dừng tay đi hiện tại trong đầu anh chỉ muốn phá hủy anh nói ta không cần thứ gì từ ngươi hết ta chỉ muốn ngươi chết thôi rồi đột nhiên có một giọng nói từ xa vang vọng đến đủ rồi hàn vũ dừng lại cho ta một người lúc này đã xâm nhập vào trong lơ lửng trên không trung nói tiếp hàn vũ dừng tay đi cậu đã thắng rồi không cần phải đuổi cùng giết tận đâu nhìn thấy thầy giáo của mình bay đến tên trương bân khóc lóc nói với thầy thầy lưu nhanh cả tên điên này lại bố mẹ em nhất định nhưng trong lúc hai người nói những con châu chấu của anh vẫn tiếp tục lao vào cố gắng phá hỏng cốt lõi của tên trương bân này vết nứt ngày càng ngày lan rộng hình bóng của hắn cũng ngày càng mờ dần ngay trước mắt đừng mà hàn vũ thầy lưu mau cứu em thầy lưu tức giận mắng anh hàn vũ thầy nói mà em không nghe sao anh quay đầu nhìn lên rồi nói thầy lưu à em hỏi thầy một câu tại sao thầy lại xuất hiện ở đây ông thấy câu hỏi kỳ lạ nhưng vẫn trả lời cho anh với tư cách là giáo viên chủ nhiệm tất nhiên là thầy có thể cảm nhận được tình hình của mọi người trong lớp được vậy em hỏi thầy thêm một câu nữa lúc em bị trương bân đánh bị tống tiền bị bắt nạt thì thầy ở đâu tại sao không xuất hiện ông nghĩ thầm trong đầu em có bố mẹ là bán thần không tôi việc gì phải giúp em mà đắc tội với nhà họ trương nhưng vẫn trả lời cho anh em dừng tay lại trước đi tôi sẽ giải quyết yên ổn chuyện này cho em nhưng anh không muốn như vậy anh nói em hỏi thầy câu cuối cùng nếu hôm nay người bị tấn công và cốt lõi thần vực là em thì thầy có xuất hiện ngăn cản không câu này như nói đúng vào tim đen của ông khiến ông bị cứng họng không nói được gì anh thấy điều này đã có lời giải được rồi em đã biết câu trả lời rồi rồi cứ thế anh chỉ huy đám châu chấu của mình phá vỡ cốt lõi của trương bân ngay trước mắt của ông thần vực như sụp đổ ngay trước mắt khiến cho trương vân không thể nào tin tưởng nổi a à, thần vực của tôi rồi anh quay đầu nói với thầy giáo của mình thầy lưu mong thầy rời khỏi thần vực của em cảnh tượng đó cũng là cảnh tượng cuối cùng mà mọi người bên ngoài có thể nhìn thấy ở trong phòng tên trương bân cùng với vẻ mặt buồn bã ngồi sụp xuống dưới sàn nhà hết rồi hết thật rồi mình thành một tên bỏ đi rồi thầy giáo lúc này cũng sốt sắng chạy từ phía bên ngoài vào trong căn phòng của lớp. Hàn Vũ, em cút ra khỏi lớp cho tôi. Nhưng không thấy Hàn Vũ ở trong đó ông tức giận mà hỏi những người khác. Hàn Vũ đâu? Cậu cậu ấy về nhà rồi hay sao ấy ạ? À? Tên thầy lưu này hai tay nắm chặt. Lại học sinh này phải bị đuổi, bị đuổi. Chuyển cảnh, trong thần vực của Hàn Vũ. Anh nói tổng kết tình hình trận chiến. Thông báo hiển thị. Châu chấu tự nổ còn lại 18.090 con. Châu chấu bình thường, còn hơn 4 triệu con. Anh nói xem ra sau này phải bồi dưỡng thêm cho châu chấu tự nổ mới được. Lần này có được mảnh vỡ thần vực của Trương Bân vừa hay có thể dung nhập vào trong thần vực của mình. Rồi anh lôi mảnh vỡ thần vực của hắn bắt đầu cho nó kết hợp với thần vực của anh. Không gian ở trong này liền bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt, mắt thường có thể nhìn thấy. Diện tích thần vực hiện tại là 260 km vuông cộng thêm 160 nữa. Đồng bằng màu mỡ 100 km vuông, khu mỏ 20 km vuông, rừng rậm 40 km vuông. Dãy núi bình thường 40 km vuông, phần thưởng cốt lõi thần vực cấp 2. Thánh vật cấp 1, truy của người lùn 820 người lùn. Trang bị bằng sắt một ít, anh nhìn thấy thông báo mà tâm trạng vui vẻ. Phần thưởng cũng khá ổn nhỉ, những thứ này chắc hắn là có thể đủ để tốt nghiệp rồi, nhưng chỉ có điều gặp phải mình. Nhớ lại câu nói trước đó của hắn, mày dám phá hủy cốt lõi thần vực của tao, bố mẹ bán thần của tao sẽ không tha cho mày. Thì hiện tại anh nghĩ thầm, chuyện này chắc chắn chưa xong, bố mẹ chứng minh đến hỏi tội thì phải xem thái độ của Lưu Lạc Thiên trường học sẽ không bảo vệ mình, xem ra mình phải phát triển hơn rồi. Rồi anh lại ấn trì của người lùn trang bị bằng sắt bán đi, để xem xem có ai có thể đổi cho mình một món đồ tốt khác không. Nhưng khi vừa mới đăng lên đã có người hốt lẹ, mình mới đấy đẩy lên đã có người mua rồi sao. Rồi đối phương muốn xin trao đổi vật phẩm hỏa tinh dung nham số lượng một với anh. Mình nhớ là hỏa tinh dung nham có thể tăng cường độ chịu đựng cho quyến tộc nguyên tố hỏa để tăng thêm lực phát nổ. Rất nhanh anh lựa chọn đồng ý, nếu có nó thì châu chấu tự nổ của mình có thể phát triển lần hai rồi. Khi anh có được vật phẩm trong tay liền sử dụng ngay cho châu chấu tự nổ của mình. Lúc này châu chấu cũng đã tăng lên rất nhiều, tên gọi quyến tộc, châu chấu nổ dịch. Cấp bậc quyến tộc sinh vật tinh anh, thiên phú quyến tộc tự nổ. Cấp bậc tín ngưỡng tín đồ điên cuồng, sức mạnh tín ngưỡng một phần năm ngày. Năng lực sinh sản 20 trên một lần chu kỳ tuổi thọ 250 ngày. Rồi anh lại cầm lấy một con để chuẩn bị test thử, lại ném một con lên trên trời để cho nó tự bảo sự ảnh hưởng của vụ nổ đã tăng lên rất lớn. Anh nói, sức sát thương của châu chấu nổ dịch ngang bằng với một quả lựu đạn, hơn nữa châu chấu nổ dịch trong lúc nổ còn bắn ra dung nham tạo ra lực sát thương diện rộng. Không ngờ mình cũng đang sở hữu một dàn lựu đạn sao. Chuyển cảnh lúc này ở phòng giáo viên, con trai tôi đã bị vỡ cốt lõi thần vực. Không thể tái tạo lại, trường học mấy người phải cho tôi một lời giải thích đi. Một giáo viên lúc này cố gắng giải thích. Theo chúng tôi được biết thì trận chiến xâm nhập này là do con trai Trương Vân của ông tự gửi ra. Hơn nữa, em trương bân thường ngày cũng nhiều lần bắt nạt bạn học vi phạm quy định của trường học nhưng không để cho cô giáo này nói hết bố của tên trương bân này nói làm sao ý của bà là con tôi bị vỡ cốt lõi thần vực là tự làm tự chịu ư nhà trường không có trách nhiệm gì sao những người làm giáo viên như các người không có tí trách nhiệm gì hử rồi có một nữ giáo viên khác nói từ xa học sinh phá vỡ cốt lõi thần vực của con trai ông cũng sẽ bị trừng phạt sẽ bắt buộc thôi học trong thần vực của hàn vũ anh đang nhìn mấy con châu chấu của mình mà nói dùng tăng tốc phát triển để sản sinh thêm một đàn châu chấu nổ là được rồi đột nhiên có cuộc điện thoại của chủ nhiệm hứa gọi cho anh anh đoán ra cuộc gọi này sẽ là cái kết của mình khi mình đã phá hỏng cốt lõi của tên trương bân cái gì nên đến thì vẫn đến rồi anh nghe cuộc điện thoại chủ nhiệm hứa nói hàn vũ tôi là chủ nhiệm hứa tôi có chuyện cần nói với em bố mẹ của trương bân đã đến trường rồi yêu cầu xử phạt em cuối cùng rồi cô bắt đầu kể lại chi tiết đầu đuôi loại người này nhất định phải bị đuổi khỏi trường cô lúc đó cũng đã giải thích Chúng tôi đã tìm hiểu toàn bộ câu chuyện, là em thương bạn chủ động xâm nhập vào thần vực của Hàn Vũ. Trong lần đối kháng này Hàn Vũ hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân, không hề gian lận, chúng tôi không có lý do gì để đuổi học em ấy. Được, không ngờ các người lại bao che cho một đứa phá hủy lõi thần vực của bạn học, đây là tôn chỉ giáo dục của nhà trường mấy người sao? Lúc đó cô giải thích, thưa bà Đỗ, xin đừng xáo trộn sự thật, em Hàn Vũ là một học sinh ngoan luôn chấp hành nội quy nghiêm túc, chúng tôi có rất nhiều bằng chứng chứng minh con trai của bà Trương Bân đã từng nhiều lần bắt nạt em học sinh này mẹ của tên trương bân này tức nói bà đừng cố giải thích dài dòng với tôi tôi hỏi bà có đuổi học nó hay không cô lúc đấy cũng thẳng thừng nói xin lỗi chúng tôi không thể làm được nghe xong câu này cha của hắn tức giận đùng đùng sát khí chủ nhiệm hứa tôi có thể chấp nhận việc trường học không trừng phạt nghiêm khắc hàn vũ tôi có thể chấp nhận việc trường học không trừng phạt nghiêm khắc hàng vũ nhưng là bên bị hại tôi cần xả cục tức này nhưng là bên bị hại tôi cần xả cục tức này nếu đến cả chút yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không được đáp ứng vậy tôi cũng không cần phải kiên kỵ thể diện của nhà trường cô nói với anh rồi cuối cùng bố mẹ trương bân đề nghị cho một tiểu đội hơn nghìn người vào thần vực của em cho dù kết quả ra sao bọn họ cũng sẽ không tính toán nữa đây là sự bảo hộ to lớn nhất mà nhà trường có thể cung cấp cho em nhưng tiểu đội hơn nghìn người bán thần đủ để ngăn chặn được năm vạn đại quân của một học sinh bình thường hàn vũ em có làm được không anh thấy cô quan tâm như vậy liền nói lời cảm ơn cảm ơn chủ nhiệm hứa đã giúp đỡ em ngày mai em sẽ đến trường nên đón trận thách đấu này khi vừa ngắt kết nối điện thoại xong thì anh nói. Xem ra phải tranh thủ thăng cấp, đến lúc thực hiện hiến tế sinh mạng lần thứ hai rồi. Rồi anh thực hiện kế hoạch hiến tế 100 tỷ chính thức được bắt đầu. Sau khi hiến tế xong ở bên trong của anh như một ngọn lửa to bằng quả núi, bùng cháy cao thẳng lên trời xanh. Sau đó lại một thông báo những lựa chọn hiện lên trước mắt anh. Lựa chọn một thánh vật cấp 1, huyết sắc mà đồng, sau khi thêm vào lõi thần vực thì có tỷ lệ nhất định sẽ sinh ra quyến tộc huyết đồng. Có thể tăng cường thị lực quan sát của ký chủ, sau khi nhìn thấy máu sẽ khởi động trạng thái điên cuồng sơ cấp. Lựa chọn hai tinh thách kỹ năng cấp 1, Hỏa cầu. Sau khi thêm vào lõi thần vực có thể giúp quyến tộc nắm giữ được thuật hỏa cầu sơ cấp. Anh hùng thể sinh mạng cũng có thể học, khả năng lĩnh hội nhiều nhất là đến thực hỏa cầu cấp cuối cùng. Lựa chọn 3, Trảm thiết kiếm phong, anh hùng tộc kiếm phong thể sinh mạng. Anh nhìn mà nói, một món bảo vật đổi bằng 48 tỷ con châu chấu, quả thực là không tồi. Rồi cuối cùng anh lựa chọn thứ ba, mình chọn cái này đi một hình người cứ thế xuất hiện trên bầu trời hiển thị thông tin. Họ tên Trảm Thích Kiếm Phong, chủng tộc tộc Kiếm Phong, đẳng cấp sinh vật anh hùng, Thiên Phú Kiếm Phong, kỹ năng toàn phong trảm, kỹ năng cấp 1 sơ cấp, liệt kỹ năng cấp 2 sơ cấp, bạo phong trảm kỹ năng cấp 3. Trảm thiết thức kỹ năng tự sáng tạo cấp 5, không thể đánh giá. Cấp bậc phiếm tín đồ, sức mạnh 50 vạn trên một ngày. Chu kỳ 800 năm tuổi thọ hiện tại là 150 tuổi. Tên Kiếm Phong này như có suy nghĩ độc lập của mình nói với anh thần linh ơi ta cần kiếm anh nghe thấy lời khấn cầu của kiếm phong liền nói không thành vấn đề anh bắt đầu tính toán trong đầu hai ngày nay đã nuôi dưỡng được một số lượng lớn châu chấu sức mạnh tín ngưỡng sau khi đạt đủ 100 triệu sẽ ngưng tụ thành một điểm thần lực cộng thêm thần lực lần trước bán đất còn dư thì tổng cộng mình có 54 điểm thần lực rồi nhìn vào một đống bảng thuộc tính giống như đi chợ mua đồ anh liền chọn ngay trang bị thần tính để ghé thăm trang bị tổng cộng phân thành 4 cấp trang bị bình thường chỉ chế tạo từ vật liệu không được thêm năng lượng Trang bị Tín Ngưỡng, vật liệu hiếm có cộng thêm kiệt tác của sức mạnh Tín Ngưỡng luôn mang theo hiệu quả đặc biệt. Trang bị Thần Lực trong quá trình chế tạo phối hợp thêm một lượng lớn kết tinh thần lực, luôn có linh hồn sẽ tự mình phát triển. Và cái cuối cùng là trang bị Thần Tính, chỉ có thần linh mới xứng để sử dụng, đại diện cho quyền uy và sức mạnh của thần linh. Số điểm hiện tại anh chỉ có thể tìm đến trang bị Tín Ngưỡng. Đại kiếm Bạo Phong nó đang ở mức là 50 thần lực. Anh còn dư còn 4 điểm thần lực nữa là hết. Anh đưa thanh kiếm này cho kiếm phong nói rằng vũ khí này ta ban cho ông, nó là phong bạo đại kiếm. Kiếm phong cầm lấy thanh kiếm liền chém thử một nhát. Phi thế hùng hồn kèm thêm là những đường kiếm đầy uy lực. Kiếm phong nói, thần linh ơi, ta cần ba loại vũ khí cùng loại mới có thể phát huy được thực lực mạnh nhất của mình. Nghe xong lời này anh đứng đơ một lát, rồi bắt đầu suy nghĩ. Còn cần ba thanh bạo phong đại kiếm sao? Nói sao đơn giản thế, đó là 150 điểm thần lực đó. Ông tưởng thần lực là gió to có thể thổi đến hay sao? Nhưng nghĩ lại, trận đấu với quân đội 1.000 người của bán thần Trương Cương ngày mai cũng không thể coi nhẹ. Chỉ là, rồi quyết định, chỉ có thể thử xem thôi. Ở một nơi khác thần vực của tần sảng, cô vẫn đang ngồi tu luyện ở phía bên trong. Những con chim bay kèm theo đó là những sấm sét quanh thân cứ thế đánh xuống như một loại kỹ năng ban đầu. Còn hiện tại ở trong đầu cô lúc này thì đang nghĩ. Nhớ lại cái cảnh khi đó cô đang bị đuối nước, anh lúc đó đã chạy đến đuổi theo. May mắn là đã kéo cô lên bờ kịp thời nhưng do đuối nước quá lâu anh chỉ có thể sử dụng hô hấp nhân tạo môi kề môi với cô nhưng trong lúc hai môi đang chạm lại nhau thì cô liền mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng đó đến giờ khi cô nghĩ đến mặt vẫn ngại ngùng hàn vũ tên ngu ngốc này bị bóc lột đến chết thì kệ cậu ông mình là thần thật trong gia tộc còn có hai ba người họ hàng là bán thần còn không thể bảo vệ anh sao nhưng rồi đột nhiên có tiếng điện thoại của hàn vũ gọi cho cô cô cũng không ngại ngùng liền bắt máy chưa kịp cho anh nói gì cô liền hỏi cậu thay đổi suy nghĩ đồng ý làm người hầu cho tôi rồi sao nhưng anh trả lời không đâu tôi chỉ muốn mượn thần lực của cậu mà thôi nghe đến câu này cô ngạc nhiên mà hỏi cậu muốn mượn thần lực của tôi ư vậy tôi hỏi cậu cậu dựa vào cái gì dùng dòng tộc rác rưởi của cậu đừng tưởng đánh bại được trương bân ở trong trận chiến xâm lược thì đã cho rằng bản thân mình ưu tú tự bạo hoàng trùng của cậu cũng chỉ vừa đủ miễn cưỡng chen vào hàng ngũ dưới thượng lưu thôi căn bản là cũng chẳng có mấy giá trị thấy cô mùng cứ bép xép nhiều quá anh lười không muốn nói nữa vậy thôi làm phiền rồi rồi cứ thế tắt máy nhanh khiến cô bị đứng hình lúc này cô mới chợt nhận ra mình nói hơi quá mình đang làm gì vậy hả tại sao vừa rồi lại bột mùng chế diễu vậy chứ mình cũng không có ý đó cậu ấy có hiểu lầm không nhỉ nhất định là có rồi rồi cứ thế liền gọi lại cho anh anh cũng rất nhanh bắt máy vì đang cần gấp hỏi alo sao thế cô lúc này tuy ngại ngùng nhưng vẫn vào thẳng vấn đề mượn bao nhiêu cho số tài khoản. Cứ thế sau một hồi tiên kiếm phong của anh đã có đủ bốn thanh kiếm. Sung sướng vui vậy test thử khả năng. Anh nói, bố già kiếm phong à, tôi đã khuyên ra bại sản rồi, ông có thể phấn đấu chút không? Chuyển cảnh, trong lớp mấy người đang bàn tán với nhau, cậu ta vậy mà còn dám tới đây. Thật sự không sợ thần vực sẽ bị quân đoàn thiên nhiên bán thần san bằng ư, cậu cũng bay đi rồi sao? Ngược lại tôi muốn xem xem, lúc trung tâm thần vực bị đánh tan, cậu ta cũng không thể bình thản được như vậy đâu còn anh lúc này cũng hiên ngang đi vào trong lớp mặc kệ những lời bàn tán. Nghĩ thầm, xem ra mọi người đều biết rồi, chắc là đang đợi mình làm cho cười bẽ mặt trước mặt mọi người đây mà. Tần sảng nghe tin của anh xong cũng vội vã chạy đến. Cô nói, cậu mượn thần lực của tôi là vì muốn nâng cao bản thân cạnh tranh với bán thần ư. Tôi khuyên cậu đừng không biết tự lượng sức mình như thế nữa. Cho dù bán thần chỉ điều động một tiểu đội thiên nhân, thì cậu bây giờ cũng không thể đối phó được. Nhưng anh giả bộ chấp nhận số phận, tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Thấy vậy cô bước gần về phía anh. Cậu có. Chỉ cần cậu trở thành nô lệ của tôi, tôi sẽ bảo ra tổng cây áp lực lên chương cương. Nhà cậu ta chỉ có một bán thần, mà nhà tôi có một chân thần, còn có 23 bán thần cậu ta không dám làm trái. Nhưng ý của anh đã quyết liền quay mặt mà giải thích với cô. Xin nhận lòng tốt của cậu. Cậu cứ về trước đi, tôi phải chuẩn bị để đối phó với quân đội thiên nhân của bán thần. Mấy kẻ trong lớp ghen ăn tức ở, khi được tần sảng luôn luôn đối tốt với anh. Hàn Vũ, mày dựa vào cái gì mà được tần sảng đối xử đặc biệt tên vô dụng nhà mày một tên rác rưởi hôm nay mày phải chết rồi hai vợ chồng nhà này bước đến thầy lưu nói xin mời hai vị rồi bắt đầu chỉ về hướng của anh mà nói kia chính là hàn vũ nhìn thấy anh vẫn còn đang ung dung trên ghế nhà trường mẹ của trương bân tức giận mà mắng thằng nhóc nghiệt chủng phá hủy trung tâm thần vực của con trai tôi xem tôi có xé nát cậu không nhưng may mắn là được người chồng ngăn cản đừng phá vỡ quy định của trường chứ em rồi thầy lưu tức giận mà mắng mỏ anh hàn vũ còn không mau qua đây đừng làm lỡ thời gian của trương tiên sinh nhưng anh vẫn vẻ mặt ung dung mà nói em muốn đợi chủ nhiệm hứa mai tới làm chứng lời nói này khiến cho thầy lưu tức giận chuyện nhỏ này của cậu cũng xứng được chủ nhiệm hứa tới làm chứng có tôi làm chứng là đã quá thể hiện cho tên nhóc cậu rồi bây giờ mau chóng bắt đầu đi nếu không thì đừng trách tôi không khách khí nhưng đang mồm to như cái loa liền lập tức tắt mic lại thầy lưu không biết là không muốn khách khí với ai thế nhìn thấy chủ nhiệm hứa đi vào tên thầy lưu này như xón quần lại không dám nói to chủ nhiệm hứa chuyện nhỏ này không làm phiền cô ra mặt tôi chỉ đang dạy dỗ học sinh của tôi vài câu thôi còn chủ nhiệm hứa thì nói thầy lưu đừng quên thầy là thầy giáo của trường không phải là con chó của bán thần có hiểu không nghe thấy mấy lời mắng chửi đôi vợ chồng này liền quay ra nếu chủ nhiệm hứa đã tới rồi vậy thì chúng ta bắt đầu thôi rồi cô nói với anh trước em hàn vũ em đã chuẩn bị xong rồi chứ vâng em đã xong rồi được vậy thì bắt đầu thôi lời vừa nói xong hắn liền hừng hực khí thế sử dụng thẻ hách thẻ khởi động cứ thế anh điện một lần nữa đi vào bên trong bước đến một cánh cửa bên trong là những con thú với ánh mắt tràn đầy hung tợn lúc này những con sói khổng lồ bước đến trên thân còn mang cả những bộ giáp sắt bước đi hừng hực khí thế mấy đám học sinh nhìn thấy rồi nhận ra đây là sói kỵ binh của toàn thể các sinh vật tinh anh thủ lĩnh của đội trưởng kỵ binh sói là một dạng sống phi thường đã lĩnh hội được sức mạnh phi thường kỵ binh sói kết hợp của ORC xanh và tọa lang, đồng thời đeo thêm cả một trang bị tinh vi hoàn chỉnh. Hàn Vũ lần này thì hết cứu thật rồi, nhưng khi đàn sói này đến anh vẫn hiên ngang đứng đó một mình. Rồi bắt đầu mới gọi kiếm phong của mình đến tọa chấn. Tên kia nói, nhóc nghiệt chủng, hôm qua mày nghiền nát trung tâm thần vực của con trai tao, hôm nay tao sẽ bắt mày trả nợ máu. Hai người lúc này nghĩ. Kỵ binh sói rõ ràng có thể được chia thành hai đơn vị chiến đấu, nghe nói một ngàn người trong quân đội được phái tới, hiển nhiên là. Rồi tân sảng quay ra nói, đây rõ ràng là 2.000 đơn vị chiến đấu đây là một trò lừa bịp. Rồi tên này chỉ huy kỵ binh sói, xông lên. Một đám sói như nghe được chỉ thị, liền lao về phía anh thật nhanh. Còn anh vẫn đứng đó hiên ngang, cùng với đàn châu chấu của mình. Ở bên ngoài phía màn hình hiển thị mấy người cũng lo lắng. Gần 7 triệu con châu chấu tinh anh, hôm qua không phải chỉ còn lại 20.000 con sao. Chỉ qua một ngày đã nuôi ra 7 triệu con châu chấu tinh anh, sức mạnh sinh sản này thực là quá đáng sợ cho dù là tinh anh cấp thấp nhất nhưng với số lượng như này cũng không phải là sức mạnh bình thường nữa rồi nhưng đáng tiếc em học sinh này không có đủ thời gian để phát triển hiện giờ cậu nhóc rõ ràng không thể chống cự lại được cuộc tấn công của lang kỵ binh những con châu chấu như lao vào quyết sinh tử cứ chạm đến liền bắt đầu nổ ra những đám lửa kèm thêm một chút là dung nham triệu con châu chấu tự nổ hy sinh vô ích đổi lại là chỉ có mấy lang kỵ binh bị thương nhẹ thật không dễ dàng chút nào thằng bé đúng là một nhân tài chỉ là thử thách này quá khó khăn để vượt qua nếu không chắc chắn sẽ có thể trở thành học sinh top đầu ở trường. Rồi đột nhiên có một bạn học nhìn thấy ở trên màn hình. Ơ, cái đó là gì thế? Ở phía bên trong lúc này những con sói cũng bắt đầu cảm nhận được khí tức lạ lùng, tất cả đều ngẩng lên bầu trời đầy rẫy mây đen phía trên. Anh lại bắt đầu ra hiệu tấn công, châu chấu nham thạch tấn công. Những con này cố gắng ẩn mình đợi thời cơ để đánh trả. Kèm theo đó là kỹ năng cấp 2 của mình, khiến cho những con sói bắt đầu trở nên sợ hãi lo lắng những con châu chấu này có kỹ năng và sát thương mạnh hơn rất nhiều mỗi một con như những trái bom rơi xuống đây là tình huống gì vậy thế này uy lực của vụ nổ đó càng lớn hơn con cả loại châu chấu nổ tung ra nham thạch là loại gì vậy đó là một loài siêu phàm sao chủ nhiệm hứa quay ra hỏi thử những đám học sinh trong ngày có thầy cô hoặc em học sinh nào có khả năng thăm dò năng lực không công bố thông tin về loại châu chấu đó cho mọi người biết với rất may là trong đám này có một người có khả năng thăm dò liền giải thích đã điều tra ra rồi Loài châu chấu đó gọi là châu chấu nham thạch, là một loài tinh anh. Nghe thấy vậy chủ nhiệm hứa vừa giật mình vừa vui vẻ cổ vũ. Em Hàn Vũ này giỏi quá, còn hắn lúc này vẫn tự cao tự đại nói. Tưởng rằng đám côn trùng này có thể tiêu diệt toàn bộ lang kỵ binh của ta sao, nằm mơ giữa ban ngày đi. Rồi hắn bắt đầu kêu gọi đám lang kỵ binh này sử dụng sức mạnh siêu phàm. Mấy con như đã nghe được lệnh chỉ thị, liền gầm gừ như biến hóa cơ thể, sức mạnh như được tăng cường. Rồi cùng nhau thở ra những ánh sáng băng giá để chống lại cái này là vầng sáng đóng băng hướng về những đám châu chấu nham thạch mà chống trả lại mấy người học sinh nói đúng là bán thần có khác sao có thể bị chút trí thông minh vật vãnh đấy đánh bạc được chứ cơ thể với sức mạnh siêu phàm đúng là ghê gớm lại còn có thể giải phóng kỹ năng với phạm vi rộng như thế bầy châu chấu của hàn vũ chỉ còn lại 500.000 con thôi trong đó đám châu chấu nham thạch tiêu tốn gần hết rồi lần này thằng nhóc chắc chắn không thể lật ngược tình thế được nữa khiến cho tên này càng tràn đầy hy vọng đánh bại anh tiểu tạp chủng tao muốn mày biết thế nào là tuyệt vọng. đợi đến khi cốt lõi của mày bị vỡ vụn, thần vực sụp đổ thì mày sẽ bị trường học tống cổ. tới lúc đấy số phận của mày sẽ nằm trong lòng bàn tay của tao. rồi chỉ huy đàn sói của mình phá vỡ cốt lõi của anh. nhưng anh vẫn đứng im bất động nhìn những con sói này chạy qua bản thân của mình mà nở ra nụ cười lạnh nhạt. chủ nhiệm hứa nhìn thấy cảnh tượng này mặt buồn thảm mà nói. lần này thì kết thúc thật rồi. nhưng đột nhiên có người nói. mau nhìn kìa đằng trước cốt lõi thần vực của Hàn Vũ là cái gì thế? nghe thấy tin này. Tần Sảng như có ý chí tiếp tục nhìn về phía màn hình. Một hình bóng một người có bốn tay cầm lấy bốn thanh kiếm đứng trước mặt. Lúc này kiếm phong mới ra sân, cũng là phòng tuyến cuối cùng của anh. Mọi người nhận ra thanh kiếm cầm trên tay, đó là đại kiếm bạo phong bán giá 50 thần lực. 50 thần lực mà có tận 4 cây là tổng cộng 200 thần lực. Hàn Vũ không phải là trẻ mồ côi sao, sao lại có nhiều tiền như thế? Hơn nữa người này là chủng tộc gì vậy? sắc mặt của chủ nhiệm hứa cũng đã vui lên rất nhiều khi nhìn thấy kiếm phong rồi giải thích cho những học trò chưa biết đó là tộc kiếm phong tộc kiếm phong sở hữu cơ thể siêu phàm bẩm sinh cơ thể siêu phàm bẩm sinh thì đã làm sao chứ bán thần như trương cương không phải cũng có đội trưởng lang kỵ binh là cơ thể siêu phàm sao cho đội trưởng lang kỵ binh tạm thời giữ chân tộc kiếm phong những kỵ binh còn lại tiếp tục đi phá hủy cốt lõi thần vực của hàng vũ vậy chẳng phải là xong rồi cô lúc này thầm nghĩ trong đầu nhìn khí thế thì vị thuộc tộc kiếm phong này không chỉ đơn giản là cơ thể siêu phàm mà còn là một anh hùng hàng thật giá thật. Còn tên Trương Cương này nhìn thấy thì nghĩ bụng. Ông đây phần đầu mấy chục năm cũng chỉ nuôi dưỡng được ra một anh hùng. Thằng nhãi này chẳng qua chỉ là một học sinh cấp 3, có tài đức gì mà sở hữu được quyến tộc ưu tú như này chứ. Dù chỉ huy đám sói cướp lấy nó, nhất định phải cướp được cơ thể anh hùng này. Chỉ cần đánh vỡ cốt lõi thần vực thì cơ thể anh hùng tộc kiếm phong này sẽ thuộc về mình. Nhưng ánh mắt của thích kiếm phong như bắt đầu phát ra ánh sáng chuẩn bị thời khắc chiến đấu từ rất lâu rồi nhìn thấy đám lang kỵ binh lao đến ông vẫn không có một tia hãi hùng một đầu bốn tay đầy uy lực dương sẵn đón chờ khi những con này đến liền sử dụng kỹ năng cấp 3 sơ cấp bạo phong trảm cứ thế một kiếm liền chém làm hai nửa tiếp tục là kỹ năng cấp một sơ cấp thì phong trảm như những luồng gió cuốn quanh hất những con sói lên trên không trung nhưng trong lúc mà tấn công thì một con liền dùng hơi thở của mình đợi thời cơ thở một hơi về phía thích kiếm phong này làm cho nó bị đóng băng ngay tại chỗ nhân cơ hội không thể di chuyển đàn sói lại tiếp tục tấn công lần hai nhưng thiết kiếm phong này không phải là một tay chơi dạng vừa mà thuộc loại dạng rộng dùng bốn tay của mình để chuẩn bị như bắt đầu thi triển kỹ năng tiếp theo sử dụng chạm thiết thức như bắt đầu hội tụ một vầng sáng trên bầu trời hội tụ ngay trên đỉnh đầu của thiết kiếm phong rồi cứ thế vòng xoáy càng ngày càng lớn hội tụ ngày một càng mạnh xoáy nhanh mà đến bắt đầu chỉ huy phát động của nó nó như một nguồn năng lượng cực kỳ to lớn ăn mòn mọi thứ mà nó đi qua tạo thành một hố đất lớn rất sâu những người bên ngoài nhìn thấy mà không khỏi trầm trồ. Trời ơi, thế này cũng mạnh quá rồi. Kỹ năng vừa hết cũng là lúc những con sói nằm chết la liệt. Hắn tức giận mà mắng. Chết tiệt, chết tiền thật mà. Thủ lĩnh kỵ binh sói nghe theo lệnh chỉ huy của ta. Hãy san bằng thần vực này cho ta. Con sói kỵ binh này như nghe được lời chỉ thị liền bắt đầu cũng tỏa ra sắc khí đùng đùng. Thấy năng lực này đi quá giới hạn so với quy định, một người bắt đầu xuất hiện nói vang vọng từ xa. Bản thân, ngươi muốn làm trái giao hẹn của bản thân sao? rồi hắn bắt đầu quay ra nhìn thấy một người lúc này bay đến là hiệu trưởng rồi bắt đầu giải thích không không dám kỵ binh sói mau rút lui đi rồi hiệu trưởng nhìn về phía anh và thiết kiếm phong cũng vui vẻ mà nói tên này khá lắm chuyển cảnh khi hai người đã giao hẹn xong đường ai nấy bước anh cũng quay lại về phía trường học mọi người bắt đầu hô hào khen anh hàn vũ em làm không tồi nhưng em cũng không thể bởi vì sở hữu sức mạnh anh hùng mà kiêu ngạo tự phụ sức mạnh anh hùng không phải là vô địch với thực lực hiện giờ của em rất khó có thể lọt vào top 3 của lớp. Rồi anh nói, chủ nhiệm hứa, em có một chuyện muốn nhờ cô. Là chuyện gì thế? Rồi anh nói em muốn đổi lớp. Khiến cho thầy Lưu đứng bên cạnh mà giật mình. Rồi bắt đầu chuyển sang định nọt anh. Hàn Vũ, thầy thừa nhận trước đây không quan tâm em ấy, nhưng thầy hứa sau này sẽ hướng dẫn em thật tốt. Tài liệu giảng dạy hàng ngày cũng sẽ được căn chỉnh để phù hợp với em. Hãy cho thầy một cơ hội để sửa lỗi lầm của mình. Rồi thầm nghĩ trong đầu, biểu hiện của thằng nhóc này ai nhìn cũng hiểu. Nếu tiếp tục ổn định phát triển, nhất định có thể vào được đại học hạng tốt, thậm chí có thể thi đỗ đại học hàng đầu, vậy thì mình sẽ không nhận được phần thưởng mình có thể nhận được rồi. Mình không thể để nó rời đi, nhưng ý của anh đã quyết anh thẳng thừng mà nói. Em muốn đổi lớp ạ. À? Khiến cho thầy Lưu tức giận nhưng chỉ có thể nói, em, chủ nhiệm hứa giải thích cho em. Hàn Vũ, chuyện đổi lúc không phải em muốn đổi là được, trường học có quy định của trường học. Nếu như em thực sự muốn đổi lớp thì phải vượt qua bài kiểm tra do nhà trường sắp xếp, chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn thì tôi sẽ có thể đổi em sang lớp khác. Để có thể chuyển sang lớp khác anh rất nhanh đã đồng ý. Vậy em xin tham gia bài kiểm tra. Tần Sảng thấy anh đồng ý, cô ở dưới cũng muốn chuyển lớp cùng với anh. Chủ nhiệm Hứa, em cũng vậy ạ. À. Khiến cho thầy Lưu cũng chỉ có thể gượng cười. Tần Sảng, nếu như em có gì không hài lòng với thầy, em có thể nói ra, thầy chắc chắn sẽ sửa đổi. Chúng ta không cần phải làm loạn đến mức đổi lớp đâu tân sảng nhưng trong lòng quyết tâm. Em không bất mãn cái gì cả, chỉ là không muốn học ở lớp này thôi. Khiến cho mọi người ai nấy cũng đều kinh ngạc vì lời quyết định của cô. Ngay sau đó cũng có một người bên cạnh giơ tay lên. Chủ nhiệm hứa, em cũng muốn tham gia bài kiểm tra. Lần này thì thầy lưu tức giận mắng. Trương Hiểu Long, em là lớp trưởng, sao em lại hùa theo các bạn chứ? Tên này nói. Thầy Lưu, thời gian qua cảm ơn thầy đã quan tâm và chỉ bảo cho em. Nhưng em không thể ở lại lớp này nữa, rồi nhìn về phía của Tần Sảng thầm nghĩ trong đầu. Tần Sảng à, tôi sẽ không để cho người khác có được cậu đâu. Nhìn thấy mọi người không còn ai còn ý kiến gì nữa, chủ nhiệm Hứa tuyên bố: "Ngày mai sẽ cho các em kiểm tra, còn thầy Lưu, thầy đi theo tôi." Rồi cô quay mặt bước đi. Thời gian trôi đi đến khi tan học. Tần Sảng vẫn chạy theo anh, vừa chạy vừa hỏi: "Hàn Vũ, nói cho tôi biết, sinh mệnh anh hùng của cậu là như nào thế?" Anh quay đầu ra nói chuyện này đâu có liên quan gì tới cậu. Đương nhiên là có liên quan rồi. Cậu nợ tôi 150 điểm thần lực, nếu cậu không trả được thì phải làm trả nợ bằng cách làm người hầu của tôi. Cho nên tôi có quyền biết sinh mệnh anh hùng của cậu từ đâu mà có. Nhưng anh thản nhiên mà nói, nếu như cậu muốn đòi nợ thì tôi có thể trả trước cho cậu 5 điểm thần lực coi như là lợi tức. Nhưng nếu cậu muốn tìm hiểu về sinh mệnh anh hùng của tôi thì rất tiếc tôi không thể nói. Rồi cứ thế anh chui vào không gian thần vực của mình trước mặt cô, làm cho cô tức giận mắng anh, đáng ghét thật mà. Ở bên trong thần vực của Hàn Vũ, anh mở bảng thông tin Châu chấu bình thường 1 tỷ. Châu chấu tự nổ một triệu con. Châu chấu dung nham 30.000. Anh nói chỉ dựa vào lần này thì sẽ gặp khó khăn trong bài kiểm tra ngày mai. Nhưng đột nhiên thiết kiếm phong như đã cảm nhận anh ở nơi này liền trực tiếp đi đến. Thần linh vĩ đại, kỵ binh sói tháo chạy ẩn nấp ở trong núi, ta có nên đi tiêu diệt chúng hay không? Thấy vậy anh bắt đầu thầm suy tính. Kỵ binh sói vẫn chưa bị tiêu diệt hết, còn mấy chục con chạy thoát được. Trương Cương để lại chúng ở trong thần vực của mình chắc chắn là có ý xấu, nhất định phải mau chóng giải quyết nhưng giết thẳng luôn thì có chút lãng phí rồi bắt đầu sai khiến thiết kiếm phong ông đi bắt những kỵ binh sói về đây cần phải bảo đảm chúng còn sống sau này sẽ có chỗ dùng đến ông nghe được chỉ thị của thần linh liền lập tức bay đi tuần lệnh hai tiếng sau ông đã áp giải được những con sói còn lại lắp ở đây anh trực tiếp sử dụng nó làm vật hiến tế châu chấu bình thường một tỷ con kỵ binh sói số lượng 24 con có muốn hiến tế toàn bộ không anh trực tiếp ấn có thông báo bắt đầu hiến tế lập tức xuất hiện một dòng xoáy năng lượng lại được bao trùm lấy xung quanh anh. Một loạt thông báo hiện lên, nhận được người máy Alpha X1. Bản vẽ lò luyện kim khí X1 có thể xây dựng một cái lò luyện lớn, khả năng cao nhất định có thể tạo ra trang bị tín ngưỡng. Sao tháp số lượng 3, hỗ trợ tầm nhìn xa dự đoán quân địch xâm lược. Anh nhìn rồi nói, người máy tốt thật, nhưng đám châu chấu không não của mình có thể lái không. Lò luyện cũng thế lẽ nào hy vọng châu chấu luyện ra được gì sao? Sao tháp, chỗ này của mình có thể nhìn rõ hết rồi thở dài ha, chẳng có cái nào phù hợp cả. Nhưng rồi anh chợt nhận ra. À, hình như mình vẫn còn mấy trăm người lùn, lấy được từ chỗ của Trương Bân, không biết bọn họ thế nào rồi. Rồi anh bắt đầu sử dụng mắt chim ưng của mình nhìn về phía những người lùn. Những người lùn hiện tại đang chăm chỉ xây những căn nhà cho riêng mình. Thấy anh đang chú ý một tên nhìn lên rồi nói. Thần Linh ơi, cảm ơn ngài đã ban cho chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp này. Anh nói, sau khi bắt giữ người lùn làm tù binh, mình chỉ ra lệnh một mệnh lệnh là để họ đi đào khoáng sản xem ra thiên phú và nhiệt huyết của người lùn đều dành cho đào khoáng sản và chế tạo trang bị trường bình ép bọn họ chiến đấu kim nén lại với khả năng bẩm sinh của họ ở phương diện chế tạo trang bị họ rất có năng khiếu có thể cho họ làm ở hậu cần lò luyện chắc là có thể dùng được rồi anh nói ta cho mọi người một cái lò luyện lớn để mọi người có thể luyện ra được những trang bị tốt hơn rồi cứ thế một chiếc lò từ trên trời hạ xuống xuất hiện ngay trên bãi đất trống của người lùn khiến cho người lùn kinh ngạc thần linh ban tặng xuống cho chúng ta kìa chuyển cảnh lúc này đang trong cuộc họp. Mọi người thân mến, tôi nghĩ mọi người chắc đều đã biết về chuyện ba em học sinh học sinh Hàn Vũ, Tân Sảng và Trương Hiểu Long muốn làm bài kiểm tra để chuyển lớp. Trường sẽ giao quyền này cho chúng ta không biết mọi người có ý kiến gì. Lúc này thì còn có cách gì nữa, tất nhiên phải cảm ơn món quà của thầy Lưu rồi. Ba em học sinh ưu tú muốn xin chuyển lớp, anh đang muốn phát cơ hội cho các anh em ở đây sao? Tên thầy Lưu này nói bài kiểm tra của Tần Sảng và Trương Hiểu Long thì tôi không quan tâm lắm, nhưng riêng Hàn Vũ tôi muốn bài kiểm tra của em ấy phải được nâng lên một mức độ cao nhất. Loại học sinh không tôn tôn sư trọng đạo này phải trừng phạt nghiêm khắc, trước đây tôi chưa từng nhờ vả mọi người cái gì, như lần này xin mọi người hãy nể tình đồng nghiệp giữ thể diện cho tôi. Vì thẩm mỹ. Chỉ vì chuyện chuyển lớp của ba đứa đấy mà hôm qua mình bị hứa mai mắng nửa ngày trời, mất đi thành tích của học kỳ này. Hàn Vũ cứ đợi đấy đi, rất nhanh có mấy người cũng đồng tình giúp đỡ. Bàn lại, thường ngày tôi coi thường nhất loại người vong nở phụ nghĩa. Chuyện này tôi sẽ giúp anh, ở trong phòng của lớp 253. Ông bắt đầu bước đến kèm theo là những tờ giấy. Đây là yêu cầu bài kiểm tra của các em. Trương Hiểu Long cầm lấy rồi đọc. Cấp bậc của bài thi chuyển lớp là cấp 1 em cần phải ngăn chặn được 1.000 người ngoại tộc xâm nhập chúc em hoàn thành tốt bài thi. Còn của Tần Sảng cũng tương tự như của Trương Hiểu Long là cần ngăn chặn được 1.000 người ngoại tộc xâm nhập. Nhưng khi anh cầm lấy tờ giấy bài thi của mình thì bắt đầu bị sốc. Học sinh Hàn Vũ cấp bậc bài thi chuyển lớp là cấp 10 em cần phải ngăn cản 10.000 người ngoại tộc xâm nhập chúc em hoàn thành tốt bài thi. Chủ nhiệm hứa nói với Lưu Lạc Thiên, về kiểm tra Hàn Vũ, thầy Lưu có muốn cân nhắc chút nào không? Thầy Lưu một mặt khẳng định, đây là quyết định của tất cả các giáo viên chủ nhiệm. Anh cũng không ngại ngùng mà chấp nhận lời đề nghị này. Không liên quan tới chủ nhiệm hứa, thầy Lưu cũng chỉ mong em có thể thể hiện được năng lực của mình với chủ nhiệm mới mà thôi. Nhìn thấy anh tự tin đi vào trong phòng để chuẩn bị mà tức giận. Ông nói, cậu đừng có mà đắc ý, còn Tân Sảng đi cùng với anh lo lắng quan tâm hỏi, muốn giúp đỡ anh, lời nói của tôi vẫn có hiệu lực. Chỉ cần cậu làm nô lệ của tôi, tôi bảo đảm cả cái trường này, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể bắt nạt cậu. Anh hiểu điều đó nhưng vẫn từ chối. Xin nhận ý tốt, kiểm tra xong rồi tôi sẽ tính tiếp. Cô tức giận mắng, thật là không biết tốt xấu gì cả. Trương Hiểu Long đứng từ phía sau nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, nở nụ cười đắc ý, thầm nghĩ. Hàn Vũ, cậu cứ đợi mà mất mặt đi, rồi cứ thế bắt đầu kiểm tra vừa vào đã thấy cả nghìn người ngoại tộc xâm nhập bước vào với ánh mắt tràn đầy sự tức giận bên ngoài nhìn qua màn hình bắt đầu bàn tán nghe nói bài kiểm tra của hàn vũ có cấp độ cao nhất ai bảo cậu ta chọc tức thầy lưu làm gì đợi để xem kịch hay đi anh nhìn thấy số lượng mà mắng chửi mẹ nó lưu lạc thiên ông không phải là người nữa rồi góp lên chống lửa lại còn nhiều như vậy lưu lạc thiên nhìn về phía màn hình mắng anh hàn vũ có trách thì trách cậu từ chối ý tốt của tôi Đại quân 10.000 goblin đủ để cậu đánh xuyên thần vực. Mấy thầy khác cũng nói: "Thầy Lưu, chúc mừng thầy báo thù thành công. Hầy, giữa thầy trò thì không có thủ oán. Sau bài kiểm tra này, bạn Hàn Vũ nhất định sẽ có thể hiểu được dụng tâm khổ lương của người làm thầy giáo chúng ta." Chủ nhiệm hứa lúc này cũng chỉ có thể chúc phúc cho anh. "Cố lên, Hàn Vũ." Còn phía bên trong của anh lúc này cũng đang chỉ huy những đàn châu chấu bình thường của mình để thăm dò đối phương. Quân đoàn châu chấu cùng nhau xuất kích, tiến về những con goblin Mấy con goblin này cũng có thêm cả kỹ năng hỏa cầu chi vũ trên tay là những ngọn lửa, trực tiếp liền ném về phía của những con châu chấu này, khiến những con châu chấu này lập tức bị nổ hoàn toàn trên không trung. Anh nhìn mà thầm nghĩ, côn trùng bình thường không thể tạo được sát thương gì cả. Rồi anh lúc này mới chỉ huy những con châu chấu tự nổ của mình, tự bộc châu chấu xuất kích. Thấy vậy những con goblin đỏ nhau nhau, đứng lên phía trước để cố gắng bảo vệ cho những con ở phía sau. Những vụ nổ liên tiếp với tần suất dày đặc, Lúc này anh cũng mới tiêu diệt được hết 400 con goblin đỏ. Cũng cùng vào thời gian này hai người Tần Sảng và Trương Hiểu Long cũng đã xong bài thi huấn luyện của mình. Nhìn kìa, Tần Sảng và Trương Hiểu Long đã kết thúc bài kiểm tra đi ra rồi. Tần Sảng vừa đi ra, chủ nhiệm hứa cũng đã nói với cô, có vẻ như Hàn Vũ gặp phiền phức rồi. Châu chấu chỉ là sinh vật cấp thấp, cho dù bồi dưỡng tốt tới đâu cũng không thể đánh được. Xem ra cục diện không tốt cho lắm. Còn về phía bên trong của anh, anh vẫn đang chỉ huy những con châu chấu thực lực mạnh hơn châu chấu bạo tướng xuất kích. Những con goblin đỏ lúc này đã chết tới 3.000 con. Nhưng số lượng vẫn còn rất nhiều vẫn đang cố gắng chạy về phía hạch tâm của anh. Mọi người bên ngoài chứng kiến cũng lo lắng. Lần này Hàn Vũ xong thật rồi, dù cậu ta còn có con át chủ bài là sinh mạng thể anh hùng, dù có lợi hại tới đâu, có thể giết được 6.500 con goblin đỏ nữa sao. Tần Sảng chăm chú nhìn về phía màn hình. Để cho cậu ta điên cuồng, goblin đỏ đánh vỡ hạch tâm thần vực của cậu ta mới tốt. Chủ nhiệm hứa cũng sốt ruột cố gắng truyền tin cho anh. Hàn Vũ, không cố được thì cứ nhận thua đi. Thất bại cũng không sao. Cô tin, chỉ cần cho em thời gian, em sẽ có thể cuột khởi nhanh thôi. Nhưng anh trong đầu vẫn tràn đầy tự tin. Nói với cô, chủ nhiệm hứa, em đã quyết định chuyển lớp rồi, nên em sẽ kiên trì tới cùng. Cho dù chỉ còn lại một người cuối cùng, em cũng không ngần ngại. Hơn nữa, em vẫn chưa thua. Ở gần ngay hạch tâm, thiết kiếm phong cũng đã ra sân, trên tay cầm những thanh kiếm. Sử dụng kỹ năng sơ cấp, cấp 3, bạo phong chảm. Những con Goblin cũng sử dụng kỹ năng của mình, kỹ năng hỏa cầu chi vũ kết hợp với nhau tạo thành một đống lửa cực kỳ lớn. Hai bên đánh chiến những vụ nổ kinh hoàng bên trong. Hình như anh hùng sinh mệnh thể thích kiếm phong của Hàn Vũ bị tổn thương rồi. Hàn Vũ lần này sắp xong rồi, cơ thể của thích kiếm phong cũng đang bị thương do những vụ nổ gây ra. Lưu Lạc Thiên nhìn mà nở một nụ cười xấu xa. Hàn Vũ, đây là bài học cuối cùng mà thầy dạy cho em, em phải học cho tốt đó. Nhưng có một thầy giáo khác vẫn chăm chú nhìn thấy có một hình ảnh lạ bên trong. Mọi người nhìn xem, kia là cái gì? Lúc này mọi người cũng kinh ngạc. Vậy mà lại là quân đoàn quỷ lùn. Quân đoàn người lùn lúc này đã khác xưa rất nhiều, cùng nhau hô to bảo vệ thần linh. Khiến cho những con goblin đỏ nhìn thấy mà kinh ngạc. Nhưng không để cho mấy con này phải đợi lâu. Quân đoàn người lùn không ngần ngại lập tức lao đến dùng chiếc rìu to trà bá chém vào những con goblin đỏ này. Giết chúng. Bên ngoài những người đang xem cũng cảm thấy kinh ngạc. Đó chẳng phải là quyền tộc nòng cốt của Trương Bân sao. Rồi bắt đầu khen anh, nhân tài, Năng lực như này thừa sức lọt vào được top 10. Cuối cùng những đám còn lại lần lượt bị tiêu diệt bởi quân đoàn người lùn do anh chỉ huy. Anh đứng ở phía sau cũng ăn mừng cổ vũ, đánh hay lắm. Đến cả chủ nhiệm hứa cũng phải khen anh giỏi lắm. Tần Sảng cũng đứng ngay phía sau chủ nhiệm ăn mừng với cô vậy mà thắng rồi. Chỉ có Lưu Lạc Thiên lúc này là chửi rủa anh, chết tiệt. Cuối cùng sau trận đánh này cả ba người cũng đều được chuyển lớp. Các thầy giáo nhao nhao đến nói với ba người. Tần Sảng, đến lớp của thầy đi. Trong tay thầy có tài nguyên phù hợp với lôi tước của em nhất, có thể giúp em nhanh chóng nâng cấp tuyến tổng của mình. Trương Hiểu Long à, chỗ thầy có bí thuật bồi dưỡng quyến tộc loại ma vật, chỉ cần em đến lớp thầy thì thầy sẽ đưa nó cho em. Hàn Vũ, tới lớp của thầy đi, thầy tình nguyện cung cấp cho em một đội quân người lùn mạnh hơn nhiều. Ánh mắt của Trương Hiểu Long nhìn về phía của Tần Sảng, thầm nghĩ, Bạch Sảng à, cậu đi đâu tôi sẽ đi đấy. Nhưng Tần Sảng lại luôn quay đầu nhìn về phía của anh. Còn anh lúc này nói, chủ nhiệm hứa em có thể hỏi một chút không? Tại sao bài đánh giá của em lại độ khó cao như vậy? Chủ nhiệm Hứa nói. Độ khó bài đánh giá là do tất cả chủ nhiệm trong khoa cùng nhau quyết định. Rồi anh nói, em muốn xem kết quả bầu phiếu của họ. Chủ nhiệm Hứa cũng không ngại ngùng đưa cho anh tổng hợp ý kiến về bài khảo sát đánh giá chuyển lớp. Mấy người cùng phe trước đó hãm hại anh lúc này lại bàn luận tức giận. Đáng lý ra tôi không nên giúp Lưu Lạc Thiên đó. Đúng là tên đáng ghét mà. Sau một hồi trong lòng anh đã có quyết định đi về phía của hai người không bỏ phiếu. Anh nói, thứ hai thầy, cảm ơn hai thầy đã bỏ phiếu phản đối, nếu như có thể theo học ở lớp hai thầy, thì hai thầy sẽ có thể giúp được gì cho em ạ? À? Thầy đầu tiên nói, Hàn Vũ, bài kiểm tra hôm nay thầy thấy em rất có năng lực bồi dưỡng quyến tộc người lùn. Nếu em vào lớp thầy, thì thầy có thể cung cấp cho em một đội quân người lùn số lượng không dưới 10.000. Dựa vào đội quân này em nhất định có thể dễ dàng lọt vào top 10 của khoa. Tương lai thi đỗ vào trường đại học hàng đầu không còn là chuyện xa vời. Còn thầy thứ hai thì nói, bồi dưỡng quyến tộc nòng cốt mới là quan trọng nhất trong tay thầy có mấy loại tài nguyên vô cùng hữu dụng với quyến tộc côn trùng nếu như em vào lớp thầy thầy sẽ giúp em hoàn thiện quá trình tiến hóa của quyến tộc châu chấu cuối cùng anh đưa ra quyết định thầy điền văn em muốn vào học ở lớp thầy ạ thấy anh đã chọn lớp tầng sản cũng chọn theo thầy điền văn em cũng muốn vào lớp của thầy học và đương nhiên trương hiểu long muốn tán Tần sản cũng vậy thầy điền văn xin hãy cho em vào học ở lớp thầy Ông nghe xong liền bắt đầu mừng rỡ trong bụng. Thế là năm nay có thể giành được phần thưởng giáo viên ưu tú rồi. Được, được, các em đều có thể vào lớp thầy học hết. Rồi ông rút ra ba tấm thẻ. Đây là quà dành cho học sinh mới thầy chuẩn bị cho các em. Thẻ kiến trúc cấp 2. Tổ côn trùng. Diện tích 1 km vuông, mỗi năm sẽ nở ra chục triệu con côn trùng. Tác dụng có thể khảm lên thánh vật ở tổ côn trùng để phát huy hiệu quả hoàn hảo. Anh đọc xong thì nghĩ bụng, cái này rõ ràng là đặc biệt dành cho riêng mình rồi xây dựng tổ côn trùng ở sau thần vực có thể dùng hai thánh vật cấp một là bạo liệt chi tâm và hỏa tinh dung nham để hỗ trợ thêm như vậy tổ côn trùng có thể phát huy tác dụng của hai món đồ đó trong quá trình trứng của côn trùng được thai nghén như vậy là mỗi năm mình sẽ có được 10 triệu con châu chấu dung nham anh nhận xong liền cúi đầu bằng tất cả sự chân thành của mình em cảm ơn thầy ạ à. còn ông vẫn ung dung với tâm thái của một người thầy ông nói không cần phải nói lời cảm ơn nữa đâu hãy cảm ơn thầy bằng thành tích của em đi chủ nhiệm hứa khi nhìn thấy mọi chuyện đã kết thúc lúc này mới bắt đầu thông báo. Các giáo viên thân mến, bài kiểm tra hôm nay chỉ là một bài luyện tập nho nhỏ, không cần phải quá nghiêm túc. Nhưng 7 ngày sau, đề thi trung toàn trường là một việc vô cùng quan trọng liên quan đến tài nguyên sau này phân chia cho các lớp. Số tiền thưởng kèm theo chắc không cần tôi phải nói thêm nữa đâu nhỉ. Thời gian trôi đi, chuyển cảnh ở thần vực của Hàn Vũ. Anh kiểm tra thông tin. Số lượng quyển tập lúc này đã đạt đến 2 triệu con châu chấu châu chấu tự nổ là 5.000 con châu chấu dung nham là 300 con. Người lùn xích lô 52 và anh hùng thẻ sinh mệnh kiếm phong trảm thiết. Anh thở dài, quá thảm rồi, nếu như dùng thực lực này để tham gia kỳ thi 7 ngày sau, thì thành tích phòng trừng sẽ đứng đội sổ trong danh sách học sinh toàn khoa mất. Hiện giờ mình phải tiếp tục tạo thêm binh lính, trước mắt sẽ huấn luyện châu chấu đã. Nhưng điều khiến anh thanh nhạc là người lùn đã đổi được tên. Ơ, ờ, đổi tên rồi, tên vậy mà là xích lô ư. Rồi anh lập tức bay về phía của người lùn mình phải kiểm chứng lại bằng mắt mình mới được. Khi anh vừa đến đã nhìn một bảng thông tin của người lùn. Thông tin quyến tộc, người lùn xích lô. Sau khi người lùn bình thường đã trải qua trận chiến tuyệt vọng đã tiến hóa thành chủng tộc tinh anh. Cấp bậc quyến tộc là sinh vật tinh anh, thiên phú quý tộc rèn đúc, viêm huyết. Cấp bậc tín ngưỡng tín đồ thật sự, sức mạnh tín ngưỡng 200.000 một ngày. Năng lực sinh sản một bào thai trên một năm. Chu kỳ cuộc sống 80 năm, trong đó giai đoạn sơ sinh 5 năm, giai đoạn ấu thơ 10 năm, giai đoạn thanh niên 55 năm, giai đoạn già nua 10 năm. Thiên phú rèn đúc, nâng cao khả năng hiểu phương diện rèn đúc. Thiên phú viên huyết, nâng cao khả năng chịu đựng nhiệt độ của ký chủ, giúp ký chủ càng dễ dàng nắm bắt được kỹ năng thuộc tính lửa. Anh đọc mà kinh ngạc, không ngờ lại tiến hóa thành tinh anh bẩm sinh, cái này nếu như là quyến tộc cốt lõi của mình thì tốt biết mấy. Chỉ có thể tăng nhanh tốc độ phát triển, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ phát triển trước hết khôi phục quyến tộc trở lại quy mô như trước đã. Thời gian trôi đi đến 4 ngày sau, rất tốt số lượng châu chấu đã đạt đến 7,3 tỷ. Cầu trời cầu trời, lần này sẽ có được món đồ tốt. Rồi anh tiếp tục sử dụng hiến tế sinh mệnh về đám châu chấu của mình. Khi anh hiến tế xong điều anh mong đợi nhất là đến. Tới rồi, tới rồi. Thông báo hiển thị. Lựa chọn một Thánh vật cấp 2. Bạo thực pháp luật tàn phá. Sau khi nạp vào hạch tâm thần vực, chủng tộc hạch tâm nhận được năng lực bạo thực, tổng dung lượng thức ăn lạc vào cơ thể lớn hơn gấp nghìn lần và có thể hoàn thành tiến hóa bản thân thánh vật bản thể tàn phá chỉ tác dụng với các thể sinh mệnh bình thường lựa chọn thứ hai là anh hùng khuôn mẫu giao cho một người là thể sinh mệnh siêu phàm có thể giúp hắn thăng cấp thành một thể sinh mệnh anh hùng còn lựa chọn thứ ba là một điểm thần tính anh đọc mà vui không tả nổi cái này cũng quá tuyệt vời rồi cái nào cũng thích thật là khó chọn quá đi rồi bắt đầu suy nghĩ lựa chọn kỹ càng bạo thực pháp luật có thể biến châu chấu bình thường thành thể sinh mệnh tinh anh nhưng mình chắc không nuôi nổi mất khuôn mẫu anh hùng để cho một thể sinh mệnh siêu phàm tiến hóa thành thể sinh mệnh anh hùng. Còn một điểm cần tính thì lại tương đương với 10.000 tỷ tín ngưỡng chi lực, cũng tương đương với 100 triệu thần lực, khác gì chúng phiếu độc đắc đâu. Nhưng bây giờ chắc chắn là không nuôi được 100 triệu con châu chấu thể sinh mệnh tinh anh đâu, chỉ có thể dùng nên tổ trùng trước đã, cứ bắt đầu bằng nuôi 1 triệu con mỗi năm đã. Rồi anh quyết định lựa chọn thứ nhất. Thời gian cứ thế đến 3 ngày hôm sau anh bắt đầu đi vào kiểm tra. Lúc này anh thật sự ngạc nhiên hét lớn. Chúa ơi, là côn trùng khổng lồ hay con thần lằn khổng lồ vậy ta sẽ tuyên bố ngươi chính là bạo tương hoàng trùng plus tạc tương hoàng trùng to như này cũng quá biến thái rồi chuyển cảnh ở trường học tần sảng vẫn bước về phía anh hỏi người đã suy nghĩ kỹ về việc làm nô lệ cho ta chưa người không có hậu phương không có tài nguyên với thực lực hiện tại thì ngươi không thể nổi bật hơn so với các bán thận khác được đâu châu chấu của ngươi được nuôi dưỡng khá tốt nhưng suy cho cùng vẫn quá yếu về phương diện thuần phục người lùn Tuy rất nổi bật nhưng cũng không phải quyến tộc cốt lõi của ngươi." Rồi anh quay ra nói với cô, "Tôi đánh giá cao lòng tốt của cô, chuyện tôi có thể làm được hay không thì chúng ta sẽ biết sau kỳ thi." Thấy anh vẫn khang khanh như vậy, cô tức giận nói, "Ngươi, ta điên chết mất." Rồi cứ thế hai người cãi cọ nhau ở phía trước. Mặc kệ cho Trương Hiểu Long vẫn quay đầu nhìn về phía cô, hắn vừa nhìn vừa tức giận, "Hàn Vũ, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi hoàn toàn cút khỏi tầm mắt của Tần Sảng." một lát sau thầy điền văn bước đến nói với mọi người cuộc thi tổng thể lần này sẽ liên quan đến định mức phân phối tài nguyên trong tương lai của lớp điều này vô cùng quan trọng các em học sinh vì để phát huy thực lực lớn nhất của mình học sinh có thành tích xuất sắc sẽ có được các phần thưởng đăng trên trang thông báo của tôi như thánh vật thân vực thổ địa mảnh vỡ hạch tâm quân đoàn quyền tộc chỉ cần các em có năng lực thì có thể lấy đi còn quy tắc dự thi các em hãy đọc cẩn thận quy tắc dự thi là cuộc thi tổng thể lần này chia làm hai giai đoạn Giai đoạn 1 là chế độ đào thải, giai đoạn 2 là giai đoạn chế độ xếp hạng. Trong giai đoạn đào thải, tất cả học sinh sẽ tiếp nhận bài thi có độ khó giống nhau. Những người thông qua thì điểm tích lũy sẽ được cộng 1, người không thông qua sẽ trực tiếp bị đào thải ra khỏi trường. Sau khi thông qua bài kiểm tra của giai đoạn chế độ đào thải, những học sinh còn lại sẽ dựa vào thực lực quyến tổng còn dư lại của bản thân, tiếp tục lựa chọn rút lui khỏi bài thi hoặc tiếp tục chiến đấu, những người rút lui sẽ không có cơ hội được vào bảng xếp hạng. Giai đoạn xếp hạng, bài thi sẽ áp dụng chế độ chiến đấu vô hạn những người xâm nhập vào sẽ bị dịch chuyển ra bên ngoài. Mỗi lần vượt qua được một làn sóng xếp hạng cá nhân sẽ được nâng lên, điểm tích lũy trên lớp sẽ được tăng thêm một. Anh đọc xong rồi nói, người bị đào thải thì phải bị đuổi học luôn, đúng thật là tàn nhẫn đấy. Nhưng phần thưởng của bài khảo hạch lần này chắc chắn sẽ tuyệt lắm đây. Rồi anh tiếp tục đọc nội dung phần thưởng. Những học sinh được xếp hạng sẽ ngẫu nhiên có một tấm thẻ tài nguyên cơ bản. Top 100, thần vực lĩnh sĩ giá trị 100 thần lực, loại hình tùy chọn. Top một thánh vật cấp 1. Top 31 tấm thẻ sinh sản, thẻ sinh sôi có thể làm cho tốc độ sinh sôi của quý tộc trong vòng 10 năm tăng lên gấp 5 lần. Top 20 là kiến trúc cấp 1, thần điện. Trong phạm vi, nét thần điện có hào quang thần thánh sơ cấp 1, có thể tăng tốc hồi phục của quyến tộc. Top 11 một vũ khí thần lực trong giá trị 100.000 thần lực, hình dạng tùy chọn. Top 5 là một hạt giống siêu phàm, có thể gia tốc cho thể sinh mệnh tinh anh nhanh chóng lĩnh ngộ siêu phàm chi lực, tiến lên cảnh giới siêu phàm. Còn top 1 là một điểm thần tính, anh đọc không khỏi kích thích mình vì phần thưởng mà phải liều mạng thôi. Thầy Điền Văn tuyên bố, cuộc thi bắt đầu. Vòng thi thứ nhất của kỳ thi tổng thể lần này sắp bắt đầu mời các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Cứ thế mọi người được đi vào trong vùng không gian của mình. Thời gian đếm ngược 3 2 1 0, cánh cửa bắt đầu lại mở ra ngay trước mắt. Anh cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu hô to. Các tuyến tộc của ta đâu, chuẩn bị chiến đấu. Sau một vài khói sương mù một đám quái vật từ từ bước đến qua cánh cửa. Anh nhìn thấy cũng nghiến răng mà nói, huyết nhục ma khôi. Đấu loại thôi mà, có cần chơi lớn như vậy không? Thứ này tuy là thể sinh mệnh thường, nhưng lại có sức chiến đấu như một thể tinh anh, hơn nữa da thịt dày cực kỳ khó đánh, may mà động tác lề mề một chút. Rồi anh chỉ huy 50.000 bạo tương hoành trùng tấn công, tiến hành nham tương tự bạo. Cứ thấy những con châu chấu này lao về huyết nhục ma khôi gây những cú nổ liên hoàn. Anh nhìn không khỏi thầm khen, thế mà cũng được phết. Có mùi thịt nướng nữa, không phải để cho châu chấu của ta ăn đấy chứ. Rồi anh huy động tiếp, người lùn xích lô lôi hết thi thể về 15 phút sau tàn cuộc đã được định xác của những con huyết nhục ma khôi đã chết như ngả dạ những con châu chấu bắt đầu an xác của những con huyết nhục mà thôi này quả nhiên ăn hết luôn rồi rồi anh nhận ra một điều ta hiểu rồi đây sao còn là thi nữa rõ ràng là tặng đồ ăn mà nếu phía sau kỳ thi vẫn vậy thì để kỳ thi diễn ra mãnh liệt hơn nữa đi hình ảnh này đã được công chiếu cho các giáo viên khác đứng nhìn rồi bắt đầu bàn tán a à, một học sinh lại bị loại rồi, tôi vốn nghĩ còn muốn xem cậu ta thêm một lúc nữa cơ. Lúc tôi đã bị đào thải 20 học sinh, giảm 1 phần 3 quân số rồi. Còn lúc tôi thì sao? Còn thảm hơn của ông nhiều. Đã có hơn một nửa học sinh bị loại rồi. Bài thi tổng hợp lần này độ khó có hơi quá rồi không? Chủ nhiệm hứa lúc này cũng nói. Hiệu trưởng dẫn theo ba vị phó hiệu trưởng ra tiền tuyến cùng nền văn minh M.A. Uyên tranh đoạt mặt trận, lựa chọn huyết nhục ma khôi để làm kẻ địch xâm lấn trong bài khảo hạch đào thải lần này chắc chắn có lý do của nó cả thôi. Bản thân chúng ta không nên suy nghĩ nhiều. Thầy Điền Văn lúc này cũng nhìn về anh thông qua màn hình, vui nhỡ không thôi. Được lắm nhóc, huyết nhục ma khôi được cho là ác mộng trong mắt người khác đã tới chỗ thằng nhóc rồi, không ngờ lại trở thành thức ăn nuôi dưỡng quyến tộc. Cũng được lắm đấy. Hơn nữa quyến tổng có thể chống lại độc tính trong xác thịt của huyết nhục ma khôi sao. Một thầy lúc này cũng cảm thấy kỳ lạ nói theo. Châu chấu này có thể bỏ qua thuộc tính độc của huyết nhục ma khôi sao. Đây có thể là phát hiện mới đấy rất có giá trị nghiên cứu. Chỉ có tên thầy lưu này là tức giận mắng mỏ anh. Hừ, ăn may chó ngáp phải rồi thôi. Nói về thực lực thì đám châu chấu của nó cũng chỉ là rác rưởi thôi. Thầy Điền Văn bênh vực, vận may cũng là một phần của thực lực. Tôi thấy châu chấu mà thằng nhóc nuôi dưỡng thực lực không hề yếu, rồi bắt đầu chỉ con châu chấu khổng lồ của anh. Này, đây là thể sinh mệnh siêu phàm đấy. Mặc dù chỉ được cho là tồn tại lót đáy trong số thể sinh mệnh siêu phàm, nhưng suy cho cùng cũng đã bước qua người siêu phàm rồi nhưng tên thầy lưu này nói châu chấu thể sinh mệnh siêu phàm không phải chỉ là châu chấu thôi sao chiến lược tổng hợp cũng chỉ bằng một thể sinh mệnh thường thậm chí ở một phương diện nào đó còn không bằng goblin thầy điền văn bắt đầu quay ra nói với hắn thầy lưu thầy phiến diện quá rồi thầy không thể so sánh khuyết điểm của châu chấu với ưu điểm của các loài khác được tôi hỏi thầy mỗi một năm châu chấu có thể mở rộng quần tổng gấp mấy trăm ngàn lần goblin có làm được như thế không hắn không cãi nổi thì bày ra vẻ mặt lươn lẹo Thôi tôi với thầy không cần cãi nhau nữa, chúng ta cùng xem kết quả là biết, lớp tôi có một học sinh tên Lưu Mặc, quyến tổng của thằng bé là Goblin. Tôi cá với thầy là tới cuối cùng thành tích của Lưu Mặc sẽ hơn hẳn Hàn Vũ, thầy có dám cược không? Thầy Điền Văn nói, có gì mà không dám chứ? Cá thì cá, tôi sẽ cá thành tích của Hàn Vũ lớp tôi nhất định sẽ hơn Lưu Mặc lớp thầy. Được rồi vậy ở đây mọi người sẽ làm nhân chứng. Chúng tôi sẽ lấy 5 điểm thần tính ra để cược. Được rồi, nhìn thấy hai người đã cược với nhau. Tên thầy Lưu này trong lòng tràn đầy đắc ý. Điền văn à, lần này ngươi chuẩn bị đền đến chết đi. Lưu mặc chính là cháu ruột của ta, ta cho nó tài nguyên, ngươi có cam lòng cho hàn vũ không? Sau khi cuộc thi loại đã kết thúc, phải 430 thí sinh đã thông qua 300 thí sinh lựa chọn để tham gia đánh giá xếp hạng. Thầy Lưu nói, thế mà còn có 130 người từ bỏ cuộc thi, đám nhất gan không có khí phách. Thấy vậy mấy thầy khác cũng nói đỡ cho các học sinh của mình. Thầy đừng trách các bạn học, độ khó của cuộc thi lần này rất cao có người bỏ cuộc cũng là chuyện bình thường. những học sinh có thể sống sót trong cuộc chiến khó khăn thế này mới là mục tiêu mà chúng ta nên bồi dưỡng sau này. sau thời gian nghỉ ngơi được một chút thì thông báo hiện lên đánh giá xếp hạng bây giờ bắt đầu. những bộ xương khô lâu bắt đầu tràn vào bên trong những học sinh. mấy thầy giáo nhìn thấy thì kinh ngạc. chính là cái này. đây không phải tặng điểm sao? anh nhìn cũng không khỏi than thở. chỗ tôi có hơn một tỷ hoàng trùng đang đói khát nè. những binh sĩ xương cốt. cậu đây đang làm khó tôi đó phải không? hai rồi chỉ huy cũng chỉ có thể đánh thôi rồi ra lệnh một tỷ hoàng trùng ăn chúng đi rồi những con hoàng trùng như bâu kín xung quanh binh sĩ xương cốt hai tiếng sau thì đã không còn một chút gì ở đây khiến anh ngáp ngắn ngáp dài giống như nhàm chán đúng là một đám gà mờ đợt binh sĩ xương cốt số hai lại tiếp tục lao về phía của anh lần này anh chỉ huy những con côn trùng khác hoàng trùng tự nổ xuất bạo tương hoàng trùng hỗ trợ lên cứ thế đám binh sĩ xương cốt chìm trong biển lửa thân xác mỗi chỗ một nơi anh nói nếu như nham thạch tiếp tục dâng cao vậy đám binh sĩ xương cốt đó sẽ không thể bơi từ trong nham thạch tới đây đâu nhỉ nhiệt độ cao hơn chút thì tốt anh nghĩ là làm liền sai quân của mình người lùn xích lư đem những dung nham nóng chảy ở trong lò lớn kia đổ lên mặt đất được lệnh của anh người lùn xích lưu cầm những thùng có chứa dung nham nóng chảy trực tiếp đổ xung quanh đám binh sĩ xương cốt quanh đây bao trùm biển lửa nóng rực đám binh sĩ xương cốt này bây giờ một khi tiến tới cửa sẽ được tiến tới tây thiên luôn mình quả nhiên là thiên tài Mấy người bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng há hốc mùng kinh ngạc. À. Trời đất, cậu thanh niên này suy nghĩ cũng thật đặc biệt. Thầy Điền Văn tự hào nói, không xem thử xem đây là bạn nhỏ của lớp nào chứ. Nhưng thầy Lưu cũng không chịu thua kém. Có gì to tát chứ, không phải chỉ là đánh tới đợt thứ bảy thôi sao. Lưu mặc lớp tôi cũng đã tiến tới đợt thứ bảy rồi. Lúc này thành vực của Lưu Mạt. 13 tòa tiễn tháp cấp 1, 99 tòa xiểm điện tháp cấp 1, 12 tòa hỏa cầu tháp cấp 1. Trong nhà đám nhóc này có mỏ sao? rồi hắn nở nụ cười thầm nghĩ. Các ngươi ai làm lại được tôi, đầu tư nhiều tài nguyên như thế, vị trí đứng đầu cuộc thi lần này còn không phải lưu mặc của bọn tôi sao. Nhưng có người bắt đầu hét lớn, như không tin nổi vào mắt của mình. Mọi người mau xem thần vực của tần sảng. Bên trong của thần sảng đang có xỉm điện tháp 100 tòa, chuyên sinh tinh anh sinh mệnh thể lôi tước 30 vạn, con phàm sinh mệnh thể cổ thụ nhân 100 người. Mấy thầy giáo nhìn mà cảm thấy khủng bố. Thiên kim tần ra, quả nhiên đủ mạnh. Không so được, không so được, nhà người khác có mỏ, trong mỏ nhà bạn học tần sảng có nhà. Đúng là không có nhân tính mà, bán thần như tôi cũng không có nhiều ác chủ bài như cô ấy. Lúc trước tôi còn nghe nói bạn học tần sảng là top 3 của lớp đó, bây giờ xem ra, top 1 chẳng qua cũng chỉ có thế thôi. Thầy Lưu nhìn thấy vậy mà tức nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, hàn vũ, đều tại cậu. Tôi nhất định phải khiến cậu trả giá. Thông báo tiếp tục vang vọng đợt thứ 10 kết thúc còn lại 18 thí sinh. Đợt xâm chiếm thứ 10 sắp bắt đầu độ khó tăng cao, mời các bạn học sinh chuẩn bị tâm lý từ bên trong cánh cổng bước đến một thân ảnh màu đen cùng với khí thế ngút trời phát ra. Mấy thầy giáo nhìn liền nhận ra, trời ạ, à, anh hùng sinh mệnh thể. Không cốt giả chủng tộc tộc xương cốt, cấp bậc sinh vật anh hùng, thiên phú cốt thao khống, cốt tụ hợp. Hắn cứ đi đến đâu liền sử dụng những chiếc bộ xương lâu trước đó còn sót lại làm vật dẫn đến ấy. Nó vừa đi vừa nở nụ cười đầy sự nguy hiểm. Sử dụng kỹ năng của mình, dần dần tổng hợp lại thành một cá thể to lớn cứ thế một bộ bàn chân khổng lồ đã xuất hiện ngay bên cạnh khống cốt giả không cốt giả lúc này đã triệu hồi tập hợp thành công những bộ xương trước đó vương vãi khắp nơi để tạo thành một con khô lâu khổng lồ cùng với ánh mắt nhưng phát ra những ngọn lửa hừng hực nhìn xuống phía dưới rồi khống cốt giả chỉ huy con khô lâu khổng lồ giết nói như nghe được mệnh lệnh liền dùng bàn chân của mình dẫm nát những con quá nhỏ bên trong thần vực của học sinh mấy thầy giáo bên ngoài nhìn mà lo lắng vã mồ hôi cho học sinh mới chưa đến 3 phút 8 học sinh đã thối lui như này cũng quá khó rồi chỉ có thầy lưu là vẫn hoài nghi ở phía anh không đúng vì sao xương cự nhân trong thần vực của Hàn Vũ lại nhỏ như vậy? Có vấn đề, hắn làm càn ư? Con quái ở trong khu thần vực của anh bé tí chỉ có thể bám lên trên vách đá mà sống sót. Thầy Điền Văn tự tin trả lời cho thầy Lưu, bởi vì trong thần vực của Hàn Vũ có rất nhiều xương cốt đều bị nấu chảy hết rồi, không cốt giả không đủ xương cốt đều không có cách nào phát huy. Thích Kiếm Phong của anh nhìn thấy con khô lâu nhỏ này trực tiếp bay đến, sử dụng kỹ năng Trảm Thiết Thức, tiêm địch giết quái. Thông báo của anh đại được vang lên vòng thứ 11 thông qua anh trận đấu này cảm thấy rất nhạt nhẽo, ngồi lâu cũng cảm thấy buồn ngủ dần đều, ngáp ngắn ngáp dài. Thầy Lưu nhìn thấy vậy tức giận bắt đầu kiếm cớ vu oan cho anh. Đây là làm bậy, tuyệt đối là làm bậy. Hàn Vũ khẳng định đã trộm đề. Nhưng thầy Điền Văn muốn ông đưa ra bằng chứng. Vậy ngươi có bằng chứng chứng minh không? Thì Lưu nói, Điền Văn, ngươi đang bảo vệ học sinh à, cẩn thận ta báo cáo ngươi lên trên đó. Mọi người đều thấy rõ, ai cũng không thấy Hàn Vũ có hành động dị thường với đám cốt binh mà hỏi xem ai sau khi đánh bại đám cốt binh chủ động dọn dẹp. Ngoài hắn thì trước đây làm gì có khống cốt giả có thể làm được điều đó, xương vỡ dọn dẹp trên chiến trường đủ để nâng cao sức mạnh khống cốt giả đó. Điền văn tức mắng, ngươi nói bậy, tên thầy lưu được là nói tiếp, ta rất hoài nghi, hàn vũ biết trước đề thi. Đây là hành vi gian lận nghiêm trọng, nhà trường phải nghiêm khắc kiểm tra. Chủ nhiệm hứa lúc này đi ra bên vực, cùng với những lý lẽ sắt đá. Nội dung kiểm tra lần này là hiệu trưởng trước khi xuất phát với bố trí cho dù là ta trước khi bắt đầu cũng không biết nội dung cụ thể nếu như bạn hàn vũ biết trước nội dung thì trừ phi là do hiệu trưởng nói lưu lão sư ngài có nghĩ hiệu trưởng làm chuyện này không thấy chủ nhiệm hứa nói như vậy ông cũng bắt đầu lo lắng không dám phản bác hay là ta nghĩ nhiều rồi bạn học hàn vũ dựa vào may mắn mới có thể đánh bại khống cốt giả cho dù hàn vũ không gian lận thì thành tích này cũng quá đáng rồi so với các học sinh khác thì cực kỳ không công bằng chủ nhiệm hứa lại nói tiếp lưu lão sư ngài rõ ràng là một bán thần không biết lời nói ngài rất buồn cười sao văn minh thần vực bồi dưỡng nhân tài vốn dĩ làm gì có công bằng mà có là ai hơn người đó thắng cho dù hàn vũ có làm cái gì để đạt được thành tích tốt chỉ cần không gian lận thì đều được tính cho cậu ta hết cho nên công bằng mà ngài nói ngài cho rằng thông qua chức quyền cháu ngài lưu mặc đoạt được nhiều tài nguyên như vậy có gọi là công bằng cho người khác không học sinh tần sản trong nhà hỗ trợ thiên vạn thần lực như vậy có công bình không nghe thấy chủ nhiệm hứa nói như vậy thầy điền văn tức giận mắng tên thầy lưu này Tên hỗn đản, hóa ra Lưu Mặc là cháu ngươi, chả trách ngươi bắt ta với nó cá cược. Có câu gọi là có làm mới có ăn, Hàn Vũ thông qua vòng thứ 11 khảo hạch, cháu ngươi Lưu Mặc muốn qua vòng 11 còn khó hơn lên rời. Thần vực Lưu Mặc lúc này đã không còn con nào hỗ trợ được nữa mà con cốt binh vẫn to lớn đứng đó. Xem ra chỉ tới đây thôi, ta đánh không nổi nữa rồi. Rồi hét to ta rút lui. Nhìn thấy một màn này, thầy Điền Văn nói với tên thầy Lưu. Kết quả cá cược xem ra đã có, Hàn Vũ của ta thông qua vòng 11, cháu ngươi thì không. Lưu lão sư, ở trường có người làm chứng, tiền đặt cược ngài chớ có chỗ đó. Ông lúc này chỉ có thể đưa tấm thẻ cho thầy Điền Văn. Điền lão sư, mong ngài bảo quản năm điểm thần tính này, có ngày ta sẽ lấy lại chúng đó. Thời gian tiếp tục trôi đi một giờ sau, thông báo kết thúc sau 13 vòng còn lại ba người Hàn Vũ, Tấn Sảng và Hoàng Phi. Tên của ba người đã có tiếp theo sau đây xem ai là số 1. Khi đến vòng thứ 14 trong thần vực của Hoàng Phi, anh đã giơ tay đầu hàng. Ta xin rút lui. Tiếp theo đến phòng thứ 16, trong thần vực của tần sảng, cô cuối cùng cũng giơ tay ta rút lui đầu hàng. Nhìn thấy một màn này, chủ nhiệm hứa nở nụ cười vui vẻ. Quả nhiên là vậy. Hàn Vũ, xếp thứ nhất. Ở bên trong thần vực của Hàn Vũ, tại vòng thứ 20 anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Tạc tương hoàng trùng xuất kích. Những vụ nổ cứ thế không ngừng nổ ra bên trong thần vực của anh. Những con khô lâu to lớn vẫn tiếp tục dùng những mảnh xương ném về phía đám binh để tạo thành công kích. Thiết kiếm phong lại một lần nữa sử dụng tiềm diệt để chấm dứt con quái. Sau 50 phút, thần vực phục hồi yên bình. Thông báo tiếp tục lại vang lên, vòng 20 kết thúc. Vòng 21 bắt đầu, độ khó tăng lên, mời bạn học chuẩn bị tâm lý. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, thử thách lại đến nữa à. Rồi anh ngóng chờ màn này là quái vật gì bước ra những luồng sấm sét vây quanh ngày càng lớn. Anh nhìn không khỏi kinh ngạc nói, lớn, lớn quá rồi. Một người ở bên trong hiển hiện ra, người này vẫn đang ngồi trên chiếc ghế vương của mình. Lần này mấy thầy bên ngoài các thầy nhìn thấy thì bất ngờ kinh ngạc là cổ lân linh chủ còn anh bên trong nhìn về phía nữ cổ lân này thì nói khiêu chiến tới cuối rồi cấp linh chủ thôi thì cứ kệ đi rồi bất ngờ anh giơ tay báo cáo ta rút lui khiến cho cổ lâm linh chủ ngơ ngác chưa kịp thể hiện cái gì đã xong việc của mình trực tiếp đứng dậy cái gì chứ rồi cứ thế cổ lân linh chủ như bị một cỗ năng lượng kéo trở lại cánh cổng cô hét lớn không ta không muốn về hai tay còn cũ bám víu lấy cánh cổng cô tức giận ném một vật thể lạ về hướng của anh tốc độ lao nhanh đến chóng mặt sượt ngay qua bả vai cứ thế lao thẳng về phía sau lưng anh gây ra một vụ nổ lớn kinh khủng anh vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra không biết phát sinh chuyện gì thế nhỉ rồi cuối cùng cánh cổng một lần nữa mới khép lại trả lại sự bình yên cho thần vực của anh rồi cứ thế anh lại được kéo trở lại ra bên ngoài thông báo hiện lên bài hành bảng top một hàn vũ anh cũng kinh ngạc vậy mà ta đứng nhất sao các thầy chủ nhiệm của lớp cũng được phân chia ngay sau đó lớp điền văn Tổng cộng 252 phần, đứng đầu, vượt qua hai người 20 phút, thẳng lên ba đại tiêm tử ban. Lớp Lưu Lạc Thiên, tổng cộng 192 phần đứng hạng 8. Thầy Lưu ngay xong mà tức giận, mắng thành lời, con mẹ nó, đứng đầu vốn dĩ là mình mới đúng, thật khốn khiếp. Thầy Điền Văn thì đứng bên ngoài cười trong sự vui sướng khi biết lớp mình đứng hạng nhất. Niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng đến tay những học sinh yếu kém. A a a, mẹ nó, ta không muốn bị đuổi à. Còn anh thì như được Tôn Vinh có hoa ăn mừng, có la cờ tuyên dương. Chúc mừng bạn Hàn Vũ đoạn vị trí đệ nhất. Anh cười mà nói, của ta hết, của ta hết, ha ha. Một giờ sau phần thưởng đã cấp về phía của anh. Một viên thiết khoáng thạch, lãnh thổ thần vực gia tăng 100 thần lực. Thẻ đổi thánh vật cấp 1 có thể đổi một món thánh phẩm cấp 1. Thẻ sinh thành thần điện cấp 1 có thể vào thần điện cấp 1. Thẻ đổi vũ khí thần lực có thể đổi 10 vạn thần lực thành món vũ thần khí bên dưới. Thẻ đổi hạt giống siêu phàm, thẻ thăng cấp hạch tâm thần vực giúp cho gia tộc sinh trưởng. Thẻ thăng một điểm thần tính và phồn diễn thể, đẳng cấp hạch tâm thần vực cộng một. Mấy tên học sinh nhìn mà không tin vào mắt của mình được. A, à, nhiều phần thưởng ghê. Tên này phát tài rồi. Anh nhìn một đống thẻ này thì tự nói với bạn thân. Thẻ hoán đổi này phải đổi cái nào cho phù hợp nhỉ? Nghĩ thật kỹ đã. Rồi bất ngờ có giọng của Điền Lão Sư nói cho anh ta có thể giúp ngươi chọn phần thưởng phù hợp nhất. Anh cười thầm nghĩ, Điền Lão Sư quả nhiên là uy tín. Ở bên trong thần vực của Hàn Vũ thẻ lãnh thổ thần vực đổi thành công mật lâm địa thêm 20 km vuông thẻ thánh vật cấp 1 đổi độc vũ châu thánh vực hạch tâm cộng 1. thần điện kiến tạo hoàn thành cấp 1. rồi anh nhìn về thanh kiếm bọc song đại kiếm đang hiển thị chỉ có thể đổi một vậy vũ khí chạm thích kiếm phong mới đủ đưa cho hắn không có tác dụng ồ đem xích lô ác nhân kiếm cái búa vậy rồi anh xem thông tin của chiếc chùy miêu tả luyện ngục giá trị 99.999 thần lực làm từ hạch tâm rắn chín đầu luyện ngục linh chủ có ẩn chứa năng lực hỏa đạn. Yêu cầu sử dụng anh hùng hỏa hệ sinh mệnh thể. Anh gãi đầu ngại ngùng nói, xem ra không dùng ngay được rồi, đợi xích lô ái nhân đi tìm một anh hùng hỏa hệ mới dùng được, thôi bỏ đi. Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đến một giờ sau ở tại lớp anh. Thầy Điền Văn nói, tổng khảo đã vạch ra giới tuyến với lớp cao trung, những bạn có đủ thực lực, chúng tôi tin sớm sẽ trở thành tinh anh. Mời bên dưới ba em lên nhận phần thưởng của lớp. Cứ thế anh Tấn Sảng và Hoàng Phi cùng bước lên bục giảng. Thấy Điền Văn nói, Em Hàn Vũ tại cuộc thi lần này, xuất sắc dị thường, đạt thành tích hạng 1. Thưởng 100 tích phân, tại tài nguyên bảo khố, có thể chọn bất cứ một món nào. Anh nghe xong thầm nghĩ, giờ không biết bên trong có món gì hay hay không ta. Rồi bên đó hiện lên. Cự nhân chi trưởng, sinh mệnh phun tuyền, hạch tâm huyền thiết khoáng. Kỹ năng cấp 2 băng đông phi đạn, bổ trợ cấp 2 k bố lâm xào người bình thường. Và cái cuối cùng là siêu phàm sinh mệnh sư hổ thú. Anh nhỉ không do dự liền nói ta chọn sinh mệnh phun tuyền giải thích sinh mệnh phun tuyền có thể biến sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ như dòng nước lấy sinh sôi nuôi dưỡng sinh mệnh thay đổi môi trường xung quanh rồi thầy điền văn nhìn về phía anh suy nghĩ trong đầu không hiểu đứa bé này không những có tham vọng truy cầu chiến lược mạnh mẽ mà nhận biết được tầm vóc của bản thân sau này tiền đồ vô lượng chuyển cảnh sau khi mọi thứ đã đều được sắp xếp ổn thỏa có một học sinh bắt đầu đến chúc mừng với anh chúc mừng nhé đại gia của lớp hàn vũ đem điểm thần tính cho tôi tôi dùng 100 triệu 500 vạn thần lực đổi với cậu. Anh nghĩ bụng, ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta, hơn nữa 500 vạn thần lực nhà ta thiếu à. Nằm mơ đi. Rồi anh nói với tên này, ngươi cho ta lý do đi. Tên này nói, cần gì phải lý do. Chỉ cần ngươi đồng ý, 100 triệu 500 vạn thần lực là của ngươi rồi. Với chút này, đủ cho người thay đổi cuộc sống, thay đổi vận mệnh. Anh trực tiếp quả quyết trả lời, không. Thấy anh nói vậy tên này bắt đầu kiếm một cửa khác. Hai tay như chấp lệ cầu xin, bạn học hàn tủ phụ ta sắp thăng cấp chân thần rất cần thần tính ngươi đổi cho ta ngoài thần lực ta còn nợ ngươi một ân tình nghe thấy vậy anh liền mùi lòng suy nghĩ 110 triệu thần lực tuyệt đối là cái lông to nhưng nếu có mình có thể tăng số lượng châu chấu trong thần vực lên 10 lần đến lúc đó điểm thần tính kiếm lại dễ không rồi anh nói nếu đã như vậy nhưng bất ngờ điện thoại của anh được rung lên tinh tinh một tiếng anh mở điện thoại ra thì biết tần sảng nhắn tin cậu lấy được điểm thần tính lần này tôi mua lại 150 triệu thần lực, cậu thấy thế nào? Anh giật mình kinh hãi 150 triệu ư. Ừ. Anh nhìn tần sảng nhắn tin mà nghĩ bụng. 150 triệu thần lực. Ngươi thật là nhiều tiền đó. Rồi cô nhắn tin thêm một tin nữa. Một điểm thần tính chẳng lẽ giá 100 triệu thần lực sao? Chẳng lẽ đến chút kiến thức thường thấy này cậu cũng không biết sao? Một điểm thần tính có thể dùng 100 triệu thần lực để ngưng tụ, nhưng tiền đề là thần minh tự sản sinh tự tiêu thụ. Chính là ngưng tụ thần lực thông qua sức mạnh tín ngưỡng mà người thân mình sản sinh ra, rồi dùng để ngưng tụ thần tính của mình. Nếu pha tạp với sức mạnh tín ngưỡng của các thần minh khác, tỷ lệ ngưng tụ thần tính thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Giá thị trường hiện tại thần cách là 145 triệu thần lực, có giá nhưng không có ai bán cả. Anh đọc xong thường nghĩ ra là vậy. Khoan đã, nếu mà nói thế, thì mình hớ rồi. Rồi anh quay ra nói với tên kia. Cút. Rồi tên kia tức rời đi. Hàn Vũ, đừng có mà không biết điều, mau giao cho tao nhưng anh vẫn còn mơ tưởng đến số tiền từ trên trời rơi xuống chấm một năm không triệu thần lực rớt xuống mình sẽ được bơi trong biển tiền a chuyển cảnh ở nhà hàn vũ anh lại bước vào bên trong thần vực của mình thần điện cấp 1 được xây gần nơi lò luyện của người lùn đỏ hình ảnh càng ngày càng được khang trang hơn rất nhiều còn phun tuyển sinh mệnh thì mình để ở gần sa mạc đi chỉ sau một thời gian ngắn đất đai chỗ này sẽ phì nhiêu rồi anh đến người lùn ra đỏ mọi người cùng đến đây ta lần này tới đây mang một thần khí mới luyện ngục chiến thủy rồi đưa chiếc chiến trùy anh ném cho những tên người lùn đỏ này mấy tên nhìn thấy luồng khí tức như là thần linh ban cho thật là thần minh vĩ đại cảm ơn người đã ban cho tất cả anh nói còn có cả cái này nữa cho các ngươi hạt sống siêu phàm sau này ngươi gọi là thần trùy hy vọng sẽ sớm thành anh hùng vang danh với luyện ngục thần trùy này tên được anh giao phó nước mắt cảm động tuôn ra như mưa rồi cứ thế nhìn anh rời đi bên dưới vẫn liên tục hô vang thần minh vạn tuế con viết độc trâu trên tay anh vừa bay vừa nghĩ Độc châu này là thầy Điền bảo mình chọn, không biết nó có tác dụng gì đây. Vừa nói xong thì có cuộc gọi của thầy gọi đến. Thiên thật đó, vừa mới nói xong, rồi lập tức em chào thầy. Thầy tìm em có chuyện gì thế ạ? À? Ông nói à, chả là cuộc thi hôm nay. Lúc mà em với Lưu Mặc đang thi, thầy với thầy Lưu Lạc có cá cược 5 điểm thần tính, kết quả là ta thắng. Cũng là do công của em nên ta muốn đưa cho em một phần. Một cái là thẻ thần tính, 150 triệu thần lực. Thẻ thần tính thì ta không phải nói nữa, chủ yếu là quả ma trứng này. Cái này là chiến lợi phẩm ta kiếm ở ngoài vực đó, là trứng do thiên ma trùng vương sinh ra, sử dụng đặc châu mật pháp luyện chế thành tử thai. Mặc dù đã chết nhưng nó hàng ngày vẫn sản sinh 10 lít ma thái tố. Trùng tộc cấp thấp nhất cũng có thể thông qua cắn nuốt ma thái tố thì có thể trở thành thiên ma trùng hạ cấp. Lúc trò mới nhập học, ta đã nói sẽ giúp trò hoàn thành sinh mệnh dược cho hạnh tâm quyến tộc. Đây là việc mà thầy có khả năng làm được cho em. Anh nghe xong thầm nghĩ mọi người trong trường coi thường thầy bị cho rằng hoàng trùng tộc là rác rưởi nhưng nếu nắm trong tay con đường thay đổi sinh mệnh hoàng trùng sẽ thành thiên ma trùng tiềm năng của tộc sẽ không thể so sánh với dạng sống tinh hoa tự nhiên như lôi tước của tần sản nhưng nó cũng có thể đạt đến cấp độ của các dạng sống bình thường như yêu tinh và người lùn ông nói tiếp thứ hai này em chọn lấy một coi như là phần thưởng cực thắng của em đó anh trực tiếp đưa ra quyết định em chọn chứng ma thai ông nói độ kết hợp giữa thiên ma trùng với độc tính rất cao em có thể lấy độc vụ châu cấp một đem bỏ vào trong kết quả sẽ làm em rất bất ngờ đó vậy thì em cảm ơn thầy rồi em sẽ không phụ tấm lòng của thầy đâu à em còn có một câu hỏi nữa thầy có thể cung cấp thịt lượng lớn không ạ à? chất lượng kém chút cũng không sao tại thịt ở thương thành quá cao ông đưa cho lời khuyên nếu em muốn lấy thịt nuôi hoàng trùng thì đừng qua đó giá sẽ rất cao mà hiệu quả thì rất thấp gần đây hiệu trưởng có chiếm được một khu ma uyên chắc chắn sẽ có lượng lớn thi thể đám yêu quỷ em có thể nhờ thầy đó anh vui vẻ vậy em cảm ơn thầy rất nhiều rồi cứ thế hai người tắt cuộc trò chuyện đi. Sự thèm ăn của thánh vật cấp 2 quá mạnh mẽ. Đám hoàng trùng trong thánh vực đã sớm không đủ. Bây giờ chỉ sản lượng trong thần vực không thể thỏa mãn cơn thèm ăn của đám hoàng trùng. Tốt nhất là tìm chỗ cung cấp thực phẩm càng sớm càng tốt. Nếu bỏ trứng ma thai ở đây thì sẽ mau sinh ra ma thái tố. Hoàng trùng sau khi ăn xong thì sẽ sớm tiến hóa đây. Hai ngày sau anh lại bước về chỗ này, bắt đầu kiểm tra sự ăn mòn của trứng ma thai. Xem ra có mang thai tố cho đám hoàng trùng ăn rồi, thật là mong chờ xem kết quả quá đi. Rồi anh nói hai ngày rồi đó, còn chờ phải bao lâu nữa nhỉ? Lời vừa nói xong thì quả trứng bắt đầu như bị nứt vỡ ra. Lần này thì đến rồi. Cứ thế một con ma trùng xuất hiện. Hiển thị thông tin. Chủng loại thiên ma trùng, đẳng cấp phổ thông, thiên phú tàn bạo. Tín ngưỡng đẳng cấp cùng tín đồ, tín ngưỡng chi lực một ngày, tuổi thọ 200 ngày. Thời gian ấu trùng 30 ngày, trưởng thành 150 ngày, già cỗi 20 ngày. Anh nói mặc dù là chủng loại bình thường, nhưng thực lực hơn 100 lần hoàng trùng. Chẳng qua không có thông tin nuôi dưỡng, hàng ngày mỗi con thiên ma trùng phải dựa vào ma thái tố để tiến hóa. Một giọt mang thai có thể đồng hóa một con châu chấu. Trong 1 ml có 20 giọt ma thai, 10 lít là 200.000 giọt ma thai. Nếu mọi việc suôn sẻ chúng ta có thể có 200.000 côn trùng quỷ mỗi ngày. Mới đúng một chút nó đã biến hóa to lớn hơn rất nhiều, chưa gì đã lớn gấp hai lần rồi. Quy tắc bạo thực đối với nó cũng có hiệu quả, thế thì không bao lâu có thể thăng cấp thành tinh anh rồi. Vậy mình đưa thánh vật cấp một độc vụ châu vào hạch tâm thần vực. Lập tức như nó đã cảm nhận được khí tức xung quanh, nạp vào cơ thể trực tiếp biến lớn. Đây là tinh anh sinh mệnh thể độc vụ thiên ma trùng sao. Chuyển cảnh ở một nơi khác, một người bước đến nơi ô nhiễm. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Xương bị gãy còn nhiều như vậy, còn thi thể của huyết nhục ma quỷ, phải xử lý thế nào đây? Cho dù phong ấn hết thi thể vào thẻ, thì tinh thần tiêu hao trên thẻ, thi thể sẽ lại nổ ra và tiếp tục ô nhiễm đúng lúc này thầy điền gọi đến ông nói thầy điền ư sao cậu lại tìm mình chứ rồi bắt đầu nghe máy hiệu trưởng đột nhiên gọi video cho ngài là muốn hỏi ngài xem có thể cung cấp thi thể huyết nhục ma quỷ được không một học sinh của tôi muốn mua ông nghe xong mà cảm thấy khó hiểu học sinh của cậu muốn lấy thi thể của huyết nhục ma quỷ làm gì chứ thầy điền lúc này giải thích cậu ta chuẩn bị dùng để cho những hạch tâm quyến tộc của cậu ta anh hạch tâm quyến tộc của cậu ta là hoàng trùng đã từng ăn thi thể của huyết nhục ma quỷ trong cuộc thi đánh giá vòng loại không hề có phản ứng không tốt nào. Ông nghe thấy vậy liền nở nụ cười nói, học sinh này không phải chính là tiểu thiên tài đấu với bán thần mấy ngày trước sao. Không ngờ rằng Hoàng Trung nhỏ bé lại có tác dụng như vậy. Đáng tiếc, điều kiện sinh tồn của Ma Uyên không thích hợp với sự sinh tồn của Hoàng trùng. Nếu không thì cũng có thể dẫn một lượng lớn Hoàng trùng đến ăn máu thịt của huyết nhục ma quỷ, cũng tiết kiệm được rất nhiều thần lực của bọn mình. Rồi ông dơ chiếc thẻ lên, trong này có 100 vạn thi thể huyết nhục ma quỷ, cậu giao cho cậu ta trước đi chuyển cảnh một ngày sau thầy điền lại gãi đầu gãi tay gọi về cho ông hiệu trưởng học sinh kia đã ăn hết số huyết nhục ma quỷ hôm qua rồi cậu ta hỏi là có thể cung ứng lâu dài được không ông nghe xong mà há hốc mồm cái gì một ngày đã ăn hết sạch rồi còn muốn cung ứng lâu dài ư thầy điền nói tiếp tôi cũng cảm thấy suy nghĩ này có chút quá cho nên rồi ông hỏi thầy điền từ đã thi thể của huyết nhục ma quỷ cũng đủ dùng nhưng cung ứng lâu dài thì không thể tặng miễn phí được thế này đi một thần lực có thể mua được 100 cỗ thi thể huyết nhục ma quỷ, tính từ một vạn thần lực trở lên. 5 phút sau thầy Điền đã lại gọi lại cho ông để báo cáo. Báo cáo hiệu trưởng, bạn học Hàn Vũ nói không vấn đề, cậu ta bảo mua 100 vạn thần lực trước. Mấy ngày sau những con thiên ma trùng của anh lúc này số lượng đã rất lớn. Thời cơ của mình đã chín mùi rồi. Anh tiếp tục sử dụng hiến tế sinh mệnh nhưng chỉ sử dụng hoàng trùng tinh anh. Lần này lại đưa ra 3 lựa chọn cho anh. Lựa chọn 1, năm chiến sĩ khổng lồ thể sinh mệnh siêu phàm. Lựa chọn 2, tinh thạch kỹ năng cấp 3, độc bạo thuật. Sau khi tải phần vực hạch tâm, có thể khiến quyến tộc nắm được độc bạo thuật sơ cấp. Vẫn có thể giao cho thể sinh mệnh anh hùng học, cao nhất có thể lĩnh ngộ đến độc bạo thuật cao nhất. Lựa chọn 3 là phân giải cơ, phân giải vật chất tăng năng lượng thuần khiết. Anh đọc xong mà cười không ngậm được miệng, không hổ là thứ dùng 12 tỷ thể sinh mệnh hoàng trùng tinh anh để đổi. Năm chiến sĩ khổng lồ của lựa chọn một đều là thể sinh mệnh siêu phàm, hơn nữa là chiến sĩ tộc người khổng lồ nổi tiếng với sức tàn phá cho dù lấy để bán thì một chiến sĩ khổng lồ ít nhất cũng có thể bán được với giá cao một nghìn vạn thần lực bình tĩnh bình tĩnh lại nào xem thêm lựa chọn thứ hai đọc xong mà cảm thấy vl độc bạo thuật cấp 3 cộng thiên ma trùng cộng độ vụ châu quái vật cấp một đúng là tuyệt đỉnh mà nhưng thần vực hạch tâm của mình bây giờ chỉ có cấp 3, sau khi có luận pháp bạo thực và độc vụ châu thì căn bản không có chỗ trống để chứa thêm độc bạo thuật cấp 3 nữa rồi rồi anh nhìn về phía lựa chọn thứ ba chính là nó rồi máy phân giải có thể phân giải vật chất lấy tinh thạch năng lượng. Nghe nói tinh thạch năng lượng là thức ăn của quyến tộc ma pháp tắc, cực kỳ quý giá. Mình muốn nằm yên kiếm tiền. Anh vừa ấn thì một chiếc máy đã xuất hiện ngay trước mặt của anh. Cái máy này to khủng khiếp, rồi anh test thử một chút dùng mấy viên quặng sắt này thử xem sao. Bỏ vào bên trong máy, 5 tiếng sau thì đã xuất hiện tinh thạch sắt số lượng 3. Anh ở nụ cười vui vẻ cầm trên tay. Ồ, là tinh thạch sắt, có thể dùng làm thức ăn cho một vài chủng tộc đặc thù, còn có thể dùng để làm vật liệu rèn luyện mỗi một viên đều có thể bán được 5 điểm thần lực. Không tệ không tệ, là con đường phát tài từ từ và lâu dài. Nhưng bất ngờ có một giọng nói vang vọng trong đầu của anh. Thần minh vĩ đại, khi chúng tôi đào khoáng thạch thì gặp vài vong linh tấn công, khiến ba đồng bạn đã bị thương. Tộc trưởng thần trùy đang đối kháng với vong linh kia, mong thần minh có thể ban cho thần nờ giải cứu tộc người lùn xích lô. Anh nói đây là tiếng lòng của tín đồ ở thần điện đang nói với mình ư, nhưng trong thần vực của mình sao lại có vong linh chứ? rồi anh sử dụng ánh mắt của mình để nhìn thấu dọi nơi đang chiến đấu hình ảnh tộc trưởng thần trì đang đối kháng với một con vong linh anh cảm thấy quen mắt sao lại có chút giống với lãnh chủ khô lâu chứ lúc này hai con đang đối chọi gây gắt không phân bạn thắng thua anh nở nụ cười được đấy nói với hệ thống điều tra thông tin nhưng bất ngờ thông báo hiện lên điều tra thất bại tiểu khô lâu không phải là tín đồ của bạn hơn nữa bạn cũng không có bản lĩnh loại điều tra không thể tra được thông tin của hắn anh nghe xong mà bị sốc ngang Hả, à, rồi quyết định gọi Trảm Thích Kiếm Phong mau đến ứng chiến. Thích Kiếm Phong nghe được lệnh lập tức bước đến nhìn về phía con Khô Lâu. Cùng với kỹ năng của mình một kiếm đã hạ gục, chém bay con Khô Lâu ra thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng bộ xương của nó lại bắt đầu rung rung lên như muốn hợp thành một thể. Cứ thế nó như được hồi sinh. Anh nhìn về phía của con Khô Lâu này nói: "Quy thuận ta, tín ngưỡng ta, ngươi sẽ có được cuộc đời mới." Nhưng con Khô Lâu thấy như vậy trực tiếp đánh về phía anh, nhưng không thể nào đánh nổi anh nói đúng là đồ ấu trĩ không phá được thần vũ thì phân thân thần tính của ta sẽ có thể tồn tại mãi mãi rồi sai hai người tộc trưởng thần trùy và thích kiếm phong hai người đánh tiếp cho tôi đánh đến khi nó quy thuận thì thôi thời gian cứ thế trôi đến ba ngày sau nó cũng đã chịu khuất phục tất cả đều quỳ xuống cùng nhau vang vọng ta à, nguyện quy thuận thần minh anh bước đến nói không tệ không tệ lần này có thể tra được thông tin của ngươi rồi rồi sờ tay lên đầu của nó để kiểm tra thông tin hiện lên tên quyến tộc tộc khô lâu cấp bậc quyến tộc vong lĩnh lãnh chủ đang trong thời kỳ suy yếu tàn khuyết phong ấn thiên phú quyến tộc thủy tinh cốt phục tô cấp bậc tín ngưỡng tín đồ phiếm sức mạnh tín ngưỡng 100 vạn trên một ngày đến buổi sáng ngày hôm sau tại lớp của anh các em học sinh chuẩn bị tốt cho thử thách mới chưa kỳ thi tiếp theo mới chính là chìa khóa thực sự để tạo ra khoảng cách giữa các em nó thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến việc các em sẽ được nhận vào trường đại học nào trong tương lai. Anh nghe xong thì nhớ lại lời trước đó ông của anh can dặn, vào đại học sao. Di nguyện của ông nội là cho mình đến học viện đế đô ở loạt tinh hải để tìm kiếm cha mẹ mất tích. Mà học viện đế đô lại là một trong những trường đại học hàng đầu trong nền văn minh thần vực. Thầy Điền Văn nói tiếp, tiếp theo, các em sẽ được truyền tống tới ma vực C793826. Nội dung cụ thể của kỳ thi sẽ được gửi qua email sau khi các em đến nơi. Các em có một giờ để chuẩn bị, cứ thế mấy tên nghe xong thì bàn tán với nhau. Vùng đất của ma vực, nơi đây được đồn đại là thường xuyên bao phủ bởi ma khí nồng nặc khi những sinh vật khác bước vào chúng có khả năng cao bị ma khí xâm nhập và biến thành những sinh vật ma hóa không còn lý trí chỉ có ma vật và xác sống mới có thể tồn tại bình thường ở đây quyến tộc của bạn học đó là ma vật bỡ đít người ta thôi mình còn nghe nói là ở đấy thường xuyên bạo phát thiên tai vong linh đám vong linh đấy tấn công cường loạn bất cứ sinh vật sống nào thế thì ai mà chống lại nổi chứ trương hiểu long nghe xong được đối thoại của mấy bạn học thì nghĩ trong đầu đây không phải là chuẩn bị cho mình sao thời đại thuộc về mình cuối cùng cũng sắp tới rồi hàn vũ xem ngươi còn có thể tiếp tục đắc ý hay không đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên có một cuộc điện thoại lạ gọi đến cho hiểu long hiểu long là thầy đây thầy lưu tìm em có chuyện gì sao thầy cần em giúp thầy giải quyết một người nghe thấy vậy hiểu long liền đoán ra là hàn vũ à không cần thầy phải nói em cũng sẽ đối phó với nó không hổ là học sinh được thầy coi trọng em giúp thầy hành sự thầy sẽ không bạc đãi em đâu. Đây là tài trợ của thầy cho em, em nhận trước, sẽ có tác dụng với kỳ thi này của em. Nó chính là Á Long Ác Ma, sinh mệnh thể siêu phàm, Á Long Ác Ma. Đây chính là chủng tộc cường đại sánh ngang với sinh mệnh thể anh hùng. Cuộc thi cứ thế đã được tiến hành ở tại Ma Uyên Vi Diện, C793826, yêu cầu cuộc thi. Thứ nhất, học sinh tham gia cuộc thi có một cơ hội hóa thân thành quyến đọc, nếu hóa thân quyến tộc chết đi, thì học sinh sẽ trở lại nguyên dạng, chân thân chết, sẽ chết thật. Thứ hai, học sinh mỗi ngày chỉ có một cơ hội triệu hồi quyến tộc, mỗi lần chị hạn chế triệu hồi 100 con. Thứ ba, hệ thống xếp hạng đánh giá dựa trên điểm tích lũy từ nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tương ứng và phần thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tương ứng và phần thưởng dưới đây là danh sách các nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1. Tiêu diệt xảo huyệt của lính người xương. Mô tả nội dung, vùng đất bất tử có một trại lính người xương khổng lồ. Mục tiêu là tiêu diệt hơn 90% lính người và phá hủy cờ quân của bộ tộc người xương nhắc nhở chạy lính người xương có tổng cộng tám nghìn đến 10 nghìn lính người xương cấp thấp nhất là vong linh thường cấp cao nhất là vong linh siêu phàm phần thưởng 60 điểm tích lũy thánh vật cấp một bất kỳ nhiệm vụ hai là hãy lựa chọn hóa thân quyến tộc lựa chọn một hóa thân hoàng trùng lựa chọn hai hóa thân người lùn xích lô lựa chọn ba kiếm phong tộc hóa thân lựa chọn bốn hóa thân lãnh chủ người xương suy nhược tàn tật phong ấn anh nghĩ bụng hóa thân lãnh chủ người xương thuộc tính tử linh có thể tránh cho ma khí trong ma uyên quấy nhiễu mình nên đánh cược đi." Rồi anh ấn vào lựa chọn số 4. Bắt đầu những hắc khí màu đen từ đâu tụ hội quấn quanh lấy thân thể anh. Cứ thế anh như biến thành một bộ xương khô với quần áo hiện tại của mình. Anh nhìn vào cơ thể hiện tại của mình thì nói: "Ma Uyên là thiên đường của vong linh và ma vật quả nhiên không sai." Rồi anh lại chỉ huy bạo thực hoàng trùng 100 con xuất trận. Nhưng rất nhanh khi vừa mới đi vào Ma Uyên những con hoàng trùng liền trực tiếp như bị ma hóa không thể làm gì hơn. Quả nhiên giống như ta nghĩ, ma khí thật sự là khắc tinh của quyến tộc ngoại trừ bị đồng hóa thì không còn cách nào khác tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam dựa hết vào các người đấy rồi cứ thế ba con khác đã được anh triệu hồi sau một hồi đi tìm anh đã nhìn thấy có cốt ma quả phía trước anh chỉ huy ba con bay đến hai trái cây xuống đây nhưng khi đang làm nhiệm vụ hái quả thì anh nghe thấy có một tiếng động từ phương xa đi tới những bộ xương khô lâu khổng lồ bước ngang qua trước mặt của anh anh nói vừa hay để thử xem lực công kích cùng phòng ngự người xương nhỏ này nào chỉ với 10 phút sau những bộ xương đã được chất lên thành một quả núi nhỏ, anh tự tin về bản thân của mình. Hừ, không chịu nổi một kích của ta, rồi nhìn về phía của mấy con thiên ma trùng của mình. Sau một hồi loay hoay, nhiệm vụ thu thập cốt ma quả chỉ đủ 20 điểm cho kỳ thi, mà nhiệm vụ 100 điểm phải đánh boss bán thần chắc chắn mình không thể làm được. Vậy thì lấy số lượng thắng đi, rồi tiếp tục chỉ huy thiên ma trùng đi hái cốt ma quả cho ta. Thời gian cứ thế trôi đi sau một ngày, trên tay anh đã cầm một đống thẻ Tất cả cốt ma quả ở đây đều đã bị mình lấy hết, nhưng điểm thi chỉ có thể đổi được một lần he he. Rồi anh nhắn với nhóm chat của lớp, có ai mua 100 cốt ma quả cần thiết cho nhiệm vụ 490. Đổi hàng cũng được chấp nhận hết. Rồi anh tự khen bản thân mình, sơ nhân tự có diệu kế. Rất nhanh những người bạn trong lớp đã có phản hồi. Lại còn chơi thế này sao? Cái này là gian lận nhỉ? Cái này là gian lận mà. Cậu thì biết cái dám gì mà nói, cái này gọi là tập hợp tài nguyên. Hàn đại thần, tôi muốn một phần cốt ma quả, ta ra 50 thần lực. Một tên khác cũng nói, tôi cũng là một phần nhé tôi ra 50 thần lực. Lúc này thầy đi vào bên trong nhắc nhở cho đám người. Chỉ được phép sử dụng tài nguyên thu thập được trong kỳ thi này để giao dịch. Vi phạm lần đầu sẽ được cảnh cáo, vi phạm ba lần sẽ bị hủy tư cách thi. Anh ở bên này thì vừa cười vừa khen bản thân. Mình thật là một thiên tài kinh doanh. Bây giờ mình có tất cả các nguồn lực. Lúc này có một người đang nấp trong bóng tối đọc tin nhắn của lớp liền nở nụ cười xấu xa. Ta còn đang lo nên tìm ngươi như thế nào, ngươi lại dám tự làm lộ vị trí. Lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Tet này chính là Trương Hiểu Long hắn đã lựa chọn hóa thân thành Á Long Ác Ma và cùng theo đó là một bầy sói của mình đi bên cạnh. Vài giờ sau, anh nhìn vào bảng xếp hạng thấy tên của mình bắt đầu bị tụt dần, người khác dần dần lại vươn lên. Đúng như dự đoán quyến tục quá kém, nếu không nhận nhiệm vụ cao cấp nhất định sẽ bị vượt qua. Mình phải làm sao bây giờ? Rồi anh mới để ý đến những con khô lâu phía sau lưng mình, anh lại ra một ý định táo bạo ban đầu vẫn tưởng anh chỉ là đồng bọn của mình chưa để ý đến. Cuối cùng anh chủ động về phía đám quái này, cùng với luồng khí thế của mình tỏa ra. Không biết hóa thân thành lãnh chúa có thể chấn áp được bọn chúng không nữa. Đám quái này quay đầu lại nhìn thấy anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi nhận ra ta chứ? Không ngờ chỉ một vài giây sau những con này đồng loạt quỳ xuống. Vì anh hiện tại đám này là quyến tộc danh xương khô cốt binh, chủng tộc khô cốt tộc, đẳng cấp phong linh phổ thông. Thiên phú xương cứng, tín ngưỡng đẳng cấp tín đồ ngoan đạo, Tính ngưỡng chi lực 500 trên một ngày. Anh nhìn đám này nhanh như vậy liền nhận chủ cũng không khỏi kinh ngạc. Ôi địch, thế này cũng hoành tráng ghê, không cần làm gì mà cũng có hơn chục tín đồ luôn. Anh trực tiếp nói đứng dậy đi, chúng ta là cùng tộc, mau đưa ta tới chỗ ở của các ngươi xem một chút đi. Chuyển cảnh một giờ sau cả đám, nhìn thấy anh đều cung kính, đều quỳ xuống trước anh. Quyến tộc danh xưng, khô cốt kỵ sĩ, chủng tộc khô cốt tộc, đẳng cấp phong linh siêu phàm. Thiên phú, thiết cốt, triệu hoán xương cốt, tín ngưỡng đẳng cấp tín đồ ngoan đạo tín ngưỡng chi lực 5 vạn trên một ngày anh lần này thì vớ bở, cười không ngậm được miệng thu hoạch lớn thật nha con khô cốt kỵ sĩ lúc này giới thiệu bản thân tôi đã từng là thành viên của đệ nhất quân đoàn trong cuộc đối đầu với huyết nhục quỹ đội mà tôi dẫn đầu đã bị tách khỏi đội quân lớn hơn vì vậy tôi không còn việc lựa chọn nào khác ngoài việc đóng quân ở đây bởi vì phải đối phó với sự xâm lược của ro thu zombie và quỷ xác thịt mỗi ngày số lượng binh lính dưới quyền của tôi ngày càng giảm đi vì vậy các binh sĩ được cử đi tìm cốt quỷ để nâng cao sức mạnh của binh lính anh nghĩ bụng nếu đã là lính của ta ta sẽ biến các người mạnh hơn xem ra có thể làm như kế hoạch mà mình đã chuẩn bị tiếp theo thôi thời gian cứ thế trôi đến ngày kế tiếp hạng của anh đã tụt xuống 178 không còn như những ngày đầu xếp ở vị trí đỉnh cao anh nói giờ cũng đã đến lúc rồi anh bước về phía con khô cốt kỵ sĩ nói với nó ta ban cho các ngươi nhũ cốt linh thạch còn các trang bị nữa thì các ngươi tự phân chia cho nhau đi Tên khô cốt kỵ sĩ trực tiếp quỳ xuống để nhận ban ơn của anh. 10 phút sau những con này như được nâng cấp thêm một level mới sức mạnh đã tràn trề hơn xưa rất nhiều. Mục tiêu bây giờ của chúng ta là xào huyệt của huyết nhục ma quỷ. Cùng nhau tiến công, khi đến nơi đám người của anh đã đứng ở một chiếc hang động. Anh thầm nghĩ, sao huyệt của chúng có từ 8.000 đến một bạn tên, ta lĩnh 1.000 người. đấu chính diện sẽ rất khó nên sẽ cùng các ngươi chơi một trò hay. Rồi anh chỉ huy những tên lính của mình. Các ngươi đi tới cửa động, láo loạn một phen đi ban đầu anh cho một tên bước vào như để dụ dỗ đám người chạy ra nhìn thấy số lượng rất ít nên cả lũ ùn ụt kéo tới nhưng ai ngờ niềm vui chưa được bao lâu thì mấy tên này bắt đầu sợ hãi toàn thân như cứng đầu lại một đám người khô lâu từ đâu bước tới với số lượng cực kỳ nhiều lấn áp cả đám nhỏ này cứ thế choảng nhau tung tóe bằng những vũ khí anh đã đưa thêm cuộc chiến nghiêng về một phía anh đứng bên ngoài nhìn mà hoan hỉ tốt lắm lũ huyết nhục quỷ bị giết vẫn có thể biến thành quân đội cách tộc này thêm thành viên mới thực sự độc đáo ha một giờ sau liên tục lặp lại cách chơi thế này số lượng khô cốt đoàn đã tăng lên đến 7.000 người. Anh nói bây giờ khô cốt đoàn đã lên hơn 7.000 người rồi, sao huyệt của chúng chỉ còn 3.000 thôi, đúng là cơ hội đã tới tận tay. Rồi anh chỉ huy đám này chui vào bên trong tiêu diệt, xung phong xử lý cho ta. 3 giờ sau giải quyết được gọn gàng một tên khô cốt bước đến cầm viên đá mà anh dặn dò. Chủ nhân của ta đây là viên đá của ngài. Anh mừng rỡ được rồi, nhiệm vụ đã xong rồi. Một lần nữa điểm tích phân của anh lại được cộng thêm đến 60 điểm điểm xếp hạng của anh cũng lại được tăng lên một cách đáng kể. Chuyển cảnh ở một nơi khác có đám sói hoang. Trương Hiểu Long lúc này hóa thân thành Á Long ác ma vẫn đang đi tìm về phía của anh. Được rồi, tên tiểu tử Hàn Vũ đó, chạy đi đâu mất rồi nhỉ? Nhưng lúc này hắn cũng để ý đến xếp hạng của anh đã được tăng vọt. Lại tăng thêm 60 điểm ư, xem ra là đã hạ được xào huyệt của đám huyết nhục quỷ rồi. Tên này đúng là vượt ngoài dữ liệu của ta mà. Nhưng mà cũng chỉ là may mắn mà thôi, ngươi cứ đợi chết đi địa điểm quái đã biết nên trương hiểu long đã rất nhanh tìm được anh đứng từ xa nhìn về đám khô cốt này hắn tức mà nói hàn vũ đáng chết người vậy mà ở ám địa nuôi dưỡng bảy khô cốt muốn tận dụng để nâng cao thành tích lên sao ta sẽ không cho ngươi đạt được nguyện vọng đâu nằm mơ đi rồi chỉ huy đám sói của mình tấn công về phía của anh địa ngục ác huyền xuất kích nghe thấy tiếng động từ xa cầm gờ anh lúc này mới chợt phản ứng quay đầu nhìn lại về phía đám ác huyền này những tên khô cốt thấy đám ác huyền lao vào cũng lập tức đi ra ngăn cản bảo vệ cho anh bảo vệ ngô chủ cứ thế hai bên rằng co nhau rất kịch liệt lao vào tấn công trương hiểu long nói đây mới là ngày thứ hai ma uyên vị diện giáng lâm mà hàn vũ đã hội tụ được nhiều binh lực như vậy nếu như còn chậm thêm mấy ngày nữa thì còn ai có thể cản được hắn chứ hôm nay mình nhất định phải giải quyết hắn mới được hắn lúc này hóa thành con rồng bay trên không trung lao thẳng về phía người của anh bỏ qua những đám khô cốt phía dưới ngăn cản nhưng vẫn còn một con khô cốt kỵ sĩ đứng ra ngăn cản nhưng bị một cắn của trương hiểu long xử lý trương hiểu long gầm gừ về phía người anh anh nói bạn học trương hiểu long chúng ta không thủ không oán vì sao cậu lại tấn công quyến tộc của tôi hắn nói chỉ đơn thuần là nhìn mày không thuận mắt chết cho tao rồi hắn như phóng ra những cuồng nộ của mình trực tiếp đánh về phía người của anh nhìn thấy cảnh tượng này những tên khô cốt khác gầm gừ như muốn bảo vệ nhưng không kịp hắn giết anh xong thì nói về phía đám ác huyền của mình một đám ô hợp không cần thiết phải giết những con khô cốt đi theo anh nhìn thấy anh chết chỉ biết gào lên như phẫn nộ nhưng ở phía khác anh lại được hồi sinh hú vía cũng may là lãnh chủ khô lâu hóa thân có thể hồi sinh đám người của trương hiểu long rời đi anh lại quay trở lại về phía của mấy tên khô cốt đám này nhìn thấy anh thì đứng ngây người anh lập tức quát mắng đứng ngây người ra đó làm gì nữa dẫn theo tất cả binh lực mau chóng rời khỏi đây rồi tự nói với bản thân trương hiểu long lần sau gặp mặt chắc chắn sẽ là ngày chết của mày. Chuyển cảnh, tên Trương Hiểu Long giết được anh thì bắt đầu tra thông tin thêm một lần nữa. Trong danh sách rút lui khỏi cuộc thi không có tên của Hàn Vũ, rồi ánh mắt của hắn lại nhìn thấy tên của anh xuất hiện thêm một lần nữa. Liền nhận ra, đáng ghét, không ngờ Hàn Vũ lại giả chết, rồi ngẩng đầu lên trời hét thật to. Lần này cho dù tao lãng phí thời gian thì cũng phải đuổi cùng giết tận mày. Trực tiếp huy động đám ác huyền của mình quay lại vị trí ban nãy thì lúc này đã trống trơn không còn bóng dáng một ai hắn tức chỉ huy đang lính của mình tìm kiếm cho tao trong phạm vi trăm dặm không được bỏ qua bất kỳ khô lâu nào chuyển cảnh còn anh lúc này vẫn đang điều động thêm những tên lính cho mình ta ban cho các ngươi cốt linh thạch rồi nghĩ bụng bị trương hiểu long đánh lén khô lâu binh chỉ còn hơn năm nghìn xem ra vẫn cần phải phát dục cần căn cốt tinh thạch hơn nữa cứ thế những con khô lâu được anh ban cốt linh thạch như tiến hóa thêm một lần nữa anh nhìn vào bảng thông tin của mình thực lực vẫn không đủ muốn được học viện đế đô nhìn chúng thì phải có thành tích đột phá hơn mới được rồi anh lại tìm thấy một nhiệm vụ phù hợp cho mình. Nhiệm vụ 64, tiêu diệt bộ lạc Trầm Luân Ma. Phần thưởng 80 điểm thi, tinh thạch kỹ năng cấp 2, liên châu hỏa cầu. Trầm Luân Ma là một loại sinh vật bản địa, âm hiểm độc ác nhưng thực lực lại bình thường. Cái thứ vớ vẩn này mà được thưởng 80 điểm thi, xem ra quy mô chắc chắn là hơn trăm vạn, mình có thể dùng Trầm Luân Ma để chế tạo khô lâu binh với quy mô lớn rồi. Rồi anh chỉ huy đám này, xuất phát, mục tiêu là bộ lạc Trầm Luân Ma. Chuyển cảnh. Ở phòng họp 2 tháng sau, các giáo viên vẫn ngồi tụ tập với nhau nói chuyện. Hoàng Phi lúc chúng tôi bây giờ đã xây dựng được một đại đội địa tinh ma hóa có số lượng hơn 10 vạn rồi, thành tích cũng đã đạt đến 3.200 điểm thi, nắm chắc vị trí đứng đầu. Một điểm thần tính lần này chắc chắn là thuộc về cậu ấy rồi. Bạn học lưu mặc của lớp tôi cũng không tệ, 3.010 điểm thi. Hiện tại đứng thứ hai cuộc thi lần này, cậu ấy còn tìm được một con đường quá độ sinh mệnh của Goblin ma hóa, cố gắng một chút có lẽ có thể tranh được hạng nhất. Thầy Điền Văn, lớp của các người không phải là có bạn học Hàn Vũ đứng đầu cuộc thi chung sao, sao lần này cậu ta không còn linh nữa. Lưu Lạc Thiên quay ra nói hàm ý về phía thầy Điền Văn. Trước đấy đã nói với các người rồi, thằng nhóc Hàm Vũ kia đứng đầu cuộc thi chung là dựa vào khôn lỏi. Lúc trước khi ở lớp của tôi, cậu ta vẫn luôn là một đứa yếu kém, nhưng có một giáo viên có mắt không chồng nào đó lại coi cậu ta như bảo bối. Thầy Điền Văn nghe xong liền nói, thầy Lưu, thầy hãy chú ý đến thân phận của mình đi, là một giáo viên xứng đáng, ít nhất thầy cũng phải ăn nói đúng mực. Nghe xong thì Lưu Lạc Thiên tức giận. Thầy Điền, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Thằng nhóc hàng vũ này chính là một đứa vô dụng, cho dù là cho cậu ta bao nhiêu tài nguyên thì cậu ta cũng chỉ như bùn đất không chát tường được thôi. Rồi nghĩ bụng với tâm cơ gian xảo. Hơn nữa thằng nhóc này còn có thể sống sót rời khỏi cuộc thi này được không cũng không nói chắc nữa. Thầy Điền Văn nói, vậy thì chúng ta đánh cược đi, tôi cược với thầy, học sinh ngành được quán quân lần này vẫn là Hàn Vũ. Vậy thầy muốn cược cái gì? Tôi cược 10 điểm thần tính với thầy, thầy nói xem xem, có dám hay không? Nghe thấy vậy Lưu Lạc Thiên liền đồng ý, tôi không có 10 điểm thần tính, nhưng tôi có thần chức, tôi dùng thần chức để cược với thầy. Tôi lấy thần chức trị bệnh cấp 3 cá với cậu đó. Thầy Điền nói, vậy thành giao. Nếu mà ngay từ lúc bắt đầu Hàn Vũ đoạt được hơn 80 điểm tích phân của nhiệm vụ thì được tính là thành công nhé. 80 điểm quả thực rất khó, lại còn đối với một học sinh cao trung còn khó hơn nữa, nhưng một khi thành công thì sẽ nhận được sự chú ý của những trường hạng nhất. Kể cả không đạt được thành tích tốt sau này thì cũng có một vị trí tại một trường hạng nhất rồi. Ở vị trí C793826 Ma Uyên, Trầm Luân Ma doanh địa, ban đầu vốn có hàng triệu con Trầm Luân Ma, nhưng hiện tại chỉ còn lại chưa đến 100.000 con. Anh đứng ở phía trên cao nhìn xuống khu vực này. Sách lựa của mình đúng là không tệ, bây giờ khám khô copping đã nhanh chóng lên tới 90 vạn, thời cơ đã chín mùi rồi. Rồi chỉ huy đám khô cốt của mình, xuất kích. Những con khô cốt của anh lúc này đã muộn hơn rất nhiều so với lúc trước. Những đòn đánh đều chiếm thượng phong không thể cản nổi làm cho mấy con chồng luôn kia đều bị thương nặng. Các ngươi vẫn chưa chịu đầu hàng sao. Nhưng chỉ 20 phút sau lá cờ chiến thắng của anh đã được xuất hiện giành thắng lợi. Thắng lợi rồi. Rồi những tên lính của anh bắt nào sử dụng những chiếc xác chết để triệu hồi khô cốt. Từ những người bằng da bằng thịt, lập tức hóa thành bộ xương khô. Sau đó hồi sinh trở lại với một tên gọi khác nhau. Quyến tộc danh xương, khô lâu hồi sinh. Chủng tộc, tộc khô lâu. Đẳng cấp vong linh, siêu phàm. Thiên phú, xương cứng, hồi sinh đẳng cấp tín ngưỡng, tín đầu phiếm, tín ngưỡng chi lực, 50 vạn trên một ngày. Anh đọc xong là há hốc mồm kinh ngạc. Gì cơ? Khô lâu phục sinh còn mạnh hơn cả khô lâu kỵ sĩ sao? Con khô lâu hồi sinh vừa mới sống dậy, trực tiếp hồi sinh những con khác như ăn cơm uống nước đồng dạng. Những con mới chết được hồi sinh một cách nhanh chóng. Anh nhìn thấy một màn này thì nói, cũng hay ho ra phết. Đại quân của mình thế này thì sẽ chẳng bị thương tổn một tí nào cả rất nhanh có một tên khô cốt kỵ sĩ bước đến mang đồ về cho anh. Lão đại, chiến lợi phẩm đã mang tới rồi. Anh cầm chiến lợi phẩm lên, thì một dòng thông tin hiện ra. Thánh vật cấp 1, hoàng cầu phát côn. Tác dụng, sau khi thêm vào hạch tâm thần vực, có thể gia tăng sức mạnh giải phóng hỏa cầu cấp 1 cho toàn tộc. Sức mạnh phá hoại của hỏa cầu liên quan với hạch tâm. Có thể trở thành vũ khí thần lực, tàn phiến mô phỏng anh hùng. Có bốn mảnh tất cả, khi tập hợp sẽ có thể tiến hành mô phỏng được anh hùng. Có thể dung hợp với quyến tộc, nâng cấp thành sinh mệnh thể anh hùng. Trầm Luân Chi Nguyên có thể nhận được trầm uyên chi lực. Tác dụng là không bị ma khí xâm hại, các thuộc tính kháng khác đều được tăng lên. Anh nghĩ bụng, trầm uyên chi nguyên có thể kích phát gia tăng sinh mệnh. Vậy thì mình có thể thử cái này lên hoàng trùng rồi. Có trăm vạn hùng binh thế này thì mình còn sợ một tên Trương Hiểu Long ư? Mình đi nộp nhiệm vụ thôi. Thông báo liền hiện lên, tích phân tăng thêm 80 điểm. Đứng thứ 401, nhận tinh thạch kỹ năng cấp 2, Liên Châu Hỏa Cầu. Anh nói, nhiệm vụ kế tiếp là 70 điểm tích phân của Ma Uyên, bản thổ chủng tộc. Sau đó nói với đại quân của mình, cùng nhau xuất phát. Chuyển cảnh 3 ngày sau, mấy thầy giáo nhìn vào bảng thông tin. Dựa vào điểm số, học sinh Hàn Vũ liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ 70 và 80 điểm tích phân, tăng lên vị trí thứ tư. Không ngờ sau có 3 ngày ngắn ngủi, Hoàn Vũ từ đứng cuối đã thành người thứ tư, điền lão sư à, cậu có một học sinh bảo bối đó. Lưu Lạc Thiên vẫn ung dung nói, cậu ta là người thứ tư thì sao, có phải là đứng thứ nhất đâu mà lo." Lời vừa nói xong thì thông báo đường vang vọng khắp toàn trường. Trường đại học hạng nhất, học viện Cùng Chiến gửi lời mời sau khi kết thúc khảo hạch, muốn được phỏng vấn bạn học Hàn Vũ. Trường đại học hạng nhất, học viện Tiềm Long gửi lời mời sau khi kết thúc khảo hạch, muốn được phỏng vấn bạn học Hàn Vũ. Trường đại học hạng 2, học viện Thanh Sơn gửi thông tin, chỉ cần bạn học Hàn Vũ đồng ý nhập trường thì không cần tham gia khảo thí, trực tiếp nhập học. Nghe thấy thông báo này thì Lưu Lạc Thiên không tin vào tai của mình, tức giận muốn hỏi hứa chủ nhiệm tôi kháng nghị tại sao ngài chỉ thông báo thư mời liên quan tới hàn vũ mà không thông báo thư mời của các bạn học khác vậy trước mắt vẫn có rất nhiều lời mời của các bạn học cơ mà sao có thế được rõ ràng hàn vũ mới xếp vị trí thứ tư trước cậu ta còn có ba người nữa cơ mà qua giọng loa hứa chủ nhiệm nói theo như quy định trước đây thì số điểm khảo hạch phải hơn ba nghìn điểm đồng thời phải có một nhiệm vụ đạt tới tám mươi điểm tích phân trước mắt thì mới chỉ có một bạn học hàn vũ là đạt được thôi bạn học tần sản vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tám mươi điểm nâng tổng số vượt ba điểm cũng nhận được lời mời của đại học hạng nhất học viện cuồng chiến lưu lạc thiên nghe xong thì nở nụ cười gian xảo nghĩ bụng kệ hắn được học viện nào mời mọc chỉ là nhiệm vụ càng ngày càng ít chỉ cần hắn không xếp thứ nhất là ta đã thắng rồi rồi hắn lại gọi cho trương hiểu long thông báo chỉ còn ba nhiệm vụ thôi là khảo hạch của lớp điền văn đã kết thúc hiểu long à cậu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi đừng để tên hàn vũ kia nững tay trên nó. trương hiểu long đáp lại đã rõ tôi sẽ đến trước hàng vũ hoàn thành nhiệm vụ 90 điểm tích phân này. Còn anh ở phía bên trong lúc này nhìn vào bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ chưa hoàn thành còn có 3, là 100 điểm tích phân. Dịch sát hắc ám oa nhân bán thần, 90 điểm tích phân là diệt sát bộ lạc như ma. Và 80 điểm tích phân là xóa sạch tà ma nhân thụ xâm lâm. Anh phân tích trong đầu, tổng số điểm mình có là 3.480 hiện tại đứng thứ 3 trên bảng. Khoảng cách với người thứ nhất chỉ còn 130 điểm thôi, nếu có thể hoàn thành thêm hai nhiệm vụ nữa là được rồi, nhưng mà đau đầu phết đó. Cơ mà mình có tận 2.000 vạn khô cốt binh, hai sinh mệnh thể anh hùng, với 190 sinh mệnh thể siêu phàm, nên là đi diệt bộ lạc Ngưu Ma trước tiên đã. Cứ thế ở bộ lạc Ngưu Ma, những tiếng nổ lớn cứ thế xuất hiện. Lúc này Trương Hiểu Long cũng đang kết hợp với Từ Duẩn. Mẹ nó, quá là lợi hại rồi. Nơi điên cuồng thế này. Chắc không muốn cho Hàn Vũ đứng thứ nhất đúng không? Lắm lời. Không thì liên thủ với ngươi làm gì. Ta cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Nhưng con nghiêu ma ở đây không phải là loại dễ rơi, sức mạnh của nó khi đấu hai người vẫn còn nở nụ cười vui vẻ. Một tiếng sau, con nghiêu ma này vẫn đánh chống trả về phía đám người. Không được rồi, chúng ta thua rồi. Nếu mà còn đâm đầu nữa là đi cả tộc đó. Chúng ta rút lui thôi, loại cấp bậc khảo hạch này đối với hợp lực của hai chúng ta còn không ăn được hú chi là tên hàn võ kia. Như lời vừa nói xong thì ánh mắt của hai người như chết đứng lại. Một đám người khô cốt từ đâu bước đến với số lượng đếm không hết. Đó là thật là xui xẻo khi gặp bọn thiên tai vong linh này. Còn con yêu ma này thì điên cuồng tấn công bởi vì lũ khô cốt rất nhiều đang tràn vào. Hai tên này nhìn thấy thì nói với nhau, đám cốt binh này tuy đông, nhưng chiến lực yếu lắm chúng ta cùng xông ra đi. Những bất ngờ anh xuất hiện ở phía trên cao nói xuống. Các ngươi muốn đi sao? Sao mà dễ thế được? Không cốt giả xuất trận đi. Cứ thế mấy con không cốt giả bắt đầu triệu hồi những con cốt tướng binh cao to lực lưỡng cùng với sức mạnh ở một đẳng cấp khác. Bắt đầu tấn công về phía đám người, cũng không có nghỉ ngơi liên tục triệu hồi những đám khô cốt từ những xác của những con động vật khác. Hai tên này nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sợ hãi. Đám tích dịch chết đi, rồi lại thành khô cốt binh sao thế này thì đánh sao lại nổi. Chúng ta chạy đi thôi, đừng quản chuyện của quyến tộc nữa. Nhưng lúc này một con khô cốt khổng lồ xuất hiện đứng chặn về phía hai người này. Không được chạy. Hai tên sợ hãi nói, ngươi muốn làm cái gì cơ? Anh ở trên cao nói về phía hai người, Trương Hiểu Long, Từ Dần à, các bạn khỏe cả chứ? Trương Hiểu Long nhìn thấy anh thì giật mình. Hàn Vũ, không phải quyến tộc của cậu là Hoàng Trùng sao? Nhưng anh chỉ huy con khô cốt này chuẩn bị một chân dẫm xuống. Miệng thì trả lời. Bạn học Trương Hiểu Long à, tặng cậu một chút lễ, lên đường bình an nha. Nhìn thấy một bước chân này sắp dẫm lên người mình, Trương Hiểu Long chỉ có thể la hét trong vô vọng. Không, đừng mà. Cứ thế chưa hiểu Long bị đăng xuất ra khỏi khu vực này. Chỉ còn lại từ dần vẫn đứng đơ người chứng kiến một màn. Cũng sau đó lắp bắp nói với anh. Bạn học Hàn Vũ à, chúng ta không có mâu thuẫn gì là to tát đúng không? Trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, tôi chân thành xin lỗi cậu. Nhưng nếu mà cậu giết tôi thì chẳng có ích lợi gì cho cậu đâu. Nhưng anh nói thêm lời mỉa mai, vậy thì bỏ qua cho cậu cũng có lợi ích gì đâu. Thấy anh nói vậy thì từ dần như sắp khóc đến nơi bắt đầu van xin. Tôi sẽ đưa cho cậu một nửa bảo bối mà tôi có, chỉ cần cậu tha cho tôi một con đường sống thôi. Anh trực tiếp nói, thành giao, cậu có thể cút đi được rồi đó. Thấy anh cho cơ hội thì lập tức chạy nhanh, sợ anh đổi ý. Đến 5 tiếng sau thì xác của những con ngưu ma đã trồng chất thành một quả núi nhỏ. Những con khác còn sống thì bắt đầu chấp nhận số phận của mình. Quy xuống nói, chúng tôi xin đầu hàng, xin nguyện ý quy thuận đại nhân. Nhiệm vụ của anh lúc này lại thông báo lên. Nhiệm vụ thành công tăng thêm 90 điểm tích phân. Tổng điểm 3.570 chỉ còn cách vị trí đứng thứ nhất đúng 40 điểm nữa. Số nhiệm vụ còn lại là hai. Anh nói vẫn còn hai nhiệm vụ nữa. Bây giờ không biết nên chọn cái nào đây. Nhưng bất ngờ một nhiệm vụ nữa lại được hoàn thành, do người khác hoàn thành xong sớm hơn. Chỉ còn duy nhất một nhiệm vụ 90 điểm. Anh trợn tròn mắt của mình lại. Sao cơ? Chỉ còn một nhiệm vụ nữa thôi sao? Ban nãy là do ai chứ? Thì anh kiểm tra tổng điểm của Tần Sảng là 3580 điểm đứng vị trí thứ hai. Là cô ấy sao? Cũng không lạ lắm. Chỉ là muốn đứng vị trí thứ nhất chỉ còn cách là tư diệt hắc ám oa nhân bán thần thôi. Rồi anh thầm nghĩ, độ khó của nhiệm vụ này thì quả thực là khó lắm đây nhưng mà nếu muốn được học viện kinh đô chú ý thì mình nhất định phải đứng vị trí thứ nhất rồi anh chỉ huy toàn quân phát động mục tiêu nhắm thẳng sao huyệt của hắc ám oa nhân này ở bên ngoài hiện giờ đã có 11 lớp hoàn thành khảo hạch chỉ còn lại ba bạn học sinh lớp của thầy điền thôi xếp thứ hai là tần sảng với ba năm điểm xếp thứ ba là hàn vũ ba năm điểm còn có từ dần đứng thứ bảy với ba ba điểm nữa các trò đó còn định làm gì tiếp theo đây lưu lạc thiên nói có gì mà bí ẩn đâu bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ bán thần nữa thôi. Bọn họ dám khiêu chiến sao? Nếu mà thất bại thì chẳng còn gì cả đâu. Bởi vì lớp 11 chưa từng có ai thử qua nhiệm vụ này, trong lịch sử cũng chưa từng có ai thành công cả. Nghe thấy vậy thì thầy Điền Văn nói, bị ngươi nói chúng rồi đó. Hàn Vũ với Tần Sảng đang khiêu chiến nhiệm vụ này, kết quả cuối cùng thì chúng ta đi xem cái đã. Tôi thì có niềm tin rất lớn với học sinh của tôi đó. Ở bên trong những con chim của Tần Sảng bắt đầu xuất kích tấn công mục tiêu. Những luồng sấm sét cứ thế đánh vào hắc ám oa nhân, khiến cho những con bị nhắm tới không có cách nào để tránh né. Chỉ có con boss khổng lồ là vẫn tự tin nói, thật không biết sống chết. Sau đó nó khởi động màn bảo hộ để ngăn cản lớp sấm sét này. Các ngươi dám đến phá bộ tộc, giết tộc của ta. Ta phải nguyền rủa các ngươi, cho các ngươi chết không được toàn thây. Tần Sảng lúc này cảm nhận có điều bất an, không hay rồi. Rồi cứ thế bị một kỹ năng từ đâu đánh tới, khiến cô bị chấn thương, từ trên rơi xuống nhưng rất nhanh cô sử dụng tịnh hóa thần thuật để phục hồi cơ thể của mình quay trở lại tiếp tục sử dụng lôi điện bạo kích tích tụ thành một quả cầu sau đó được cô ném về phía lớp phòng ngự do hắc ám oa nhân tạo ra không chỉ một quả mà lúc này toàn bộ lôi tước đồng loạt công kích con nào con nấy cũng đều tạo ra một quả cầu lôi điện nhắn về một hướng rồi đồng loạt đánh xuống cứ thế lớp phòng ngủ đã bị phá vỡ thành công chúng ta đã thành công rồi con hắc ám oa nhân khổng lồ cơ thể bị trọng thương cử thêm những con khác thôn sơn ma oa xuất trận Nghe thấy vẫn còn những con khác khổng lồ hơn thì tần sảng giật mình. Gì cơ? Lúc này một con cóc khổng lồ dần dần xuất hiện. Nó trực tiếp lao về phía cô, cùng với phóng chiếc lưỡi dài để tấn công. Tốc độ của nó rất nhanh khiến cho chiếc lưỡi đã quấn chặt lấy cơ thể, không thể cử động được. Cứ thế bị nó nuốt chửng vào trong bụng. Cứ thế bị nó nuốt chửng vào trong bụng cô ở bên trong lúc này thì sợ hãi, cố gắng dùng lôi điện để đánh từ phía bên trong. Không được rồi. Hình dáng tên gia hỏa này quá lớn, chút lôi điện này căn bản không làm hắn bị thương được còn kéo dài thêm nữa là toang đó rồi đột nhiên cuộc điện thoại của hàn vũ gọi cho cô tên hàn vũ này sao cứ phải là lúc vội nhất thế này mà gọi cho mình chứ nhưng cô vẫn bắt máy trả lời anh nhìn thấy khung cảnh xung quanh của cô thì bắt đầu khen cậu đang ở đâu thế nhỉ ơ dáng vẻ cũng độc đáo ra phết đấy nhờ cô nghe thấy vậy mà tức không cần cậu khen đâu anh nói tiếp vậy có hợp tác không nếu không thì hơn chục phút nữa thì lôi tước của cậu sẽ bị diệt sạch đó Sao tôi phải làm theo ý của cậu? Nhưng nghĩ lại cô trực tiếp đồng ý. Được rồi. Nói trước nhé, nếu mà thắng được thì tôi lấy thần khu của tên hắc ám oa nhân này, còn cái khác thì thuộc về cậu. Được. Thế cậu mau phát ra vị trí để đám lôi tước của tôi tiếp nhận đội tinh nhuệ của cậu đi. Anh nói vị trí của tôi là ở. Ở chỗ bị nứt nào đó, không tới nơi thì sao mà đánh được đây do quân lính của anh chỉ có thể đi bộ nên rất khó tìm được vị trí chuẩn xác. May mắn là quân đoàn lôi tước chim sẻ mục tiêu là đầm lầy xuất phát, đã bay về phía của anh. Anh nhìn thấy tốc độ đi đến mà không khỏi thán phục. Nhanh thật sự, rồi vẫy tay như ra tín hiệu. Ở đây, ở đây này. Anh không chậm trễ một nửa giây nào trực tiếp nhảy lên con chim để ngồi tiện di chuyển nhất. Xuất phát thôi. Rồi những con có chiến lược cao nhất cũng cho di chuyển trước còn những đám khác thì di chuyển sau. Xuất kích nào, quân đoàn khô cốt binh của ta. Nhận được lệnh con chim sẻ lập tức di chuyển với tốc độ cao bay về phía của cô. Những con khô cốt vẫn đang chiến đấu với hắc ám oa nhân ở đây. Nhưng giao chiến một hồi thì đã chết, xác của chúng chất thành đống nhỏ từng cá thể khô cốt binh chỉ là nắm xương cấp 5 chỉ chạm vào đã vỡ tan ra rồi giờ cũng chỉ còn là một đống xương tàn anh trực tiếp ra hiệu chính là lúc này khống cốt giả xuất trận đi con khống cốt giả đứng trên một đống xác cao như ngọn núi nhỏ bắt đầu kêu gọi uống ba la xì gà cuba triệu hồi cho ta một lát sau một con cô cốt khổng lồ đã xuất hiện ngay trước mắt những con hắc ám oa nhân cũng bày ra một pháp trận của mình địa ngục đầm lầy hãm địa khiến cho sự di chuyển của đám khô cốt hơn rất nhiều anh ở phía xa chỉ huy phục cốt giả pháp sư ngưu ma xuất kích đi hai con như nghe được lệnh thì lập tức lao vào tấn công pháp sư ngưu ma thì dùng chiếc gậy to trà bá đánh xuống khiến cho mấy con cóc chạy tán loạn còn phục cốt giả thì sử dụng kỹ năng của mình xuất khiếu tổ hợp xác của những con oa nhân bắt đầu xuất hiện những bộ xương khô lâu cứ thế hai bên giằng xé lẫn nhau đánh nhau kịch liệt phía dưới thì có đám khô cốt của anh liên tục được triệu hồi Phía trên thì những đàn chim sẻ của cô liên tục giáng những đòn sấm sét xuống. Con cóc lúc này mới bày ra kỹ năng cao cấp hơn của mình. Ta thật đã coi thường đám các ngươi rồi, xem ra không nghiêm túc là không xong. Rồi nó thi triển kỹ năng hắc ám thần thuật, ám dạ giáng lâm. Khi vừa thi triển xong thì bầu trời bắt đầu như mây đen kéo tới. Bầu trời cũng bị che khuất đi một nửa. Anh ngồi ở phía trên lưng cô thì nghĩ bụng, chú thuật thật là đáng sợ, sinh khí của đám khô cốt đã bị tán hết cả rồi. Mình còn làm được gì nữa nhỉ? toàn bộ kiến tộc chiến sĩ đều mang đến đây rồi, chẳng lẽ phải thua sao? Nhưng cũng đúng lúc này có một giọng nói trong đầu của anh được vang lên. Thần Minh à, tôi nguyện xuất chiến, tôi cũng nguyện ra trận. Anh mừng rỡ mà nói thành lời, là thích kiếm phong với người lùn đỏ sao? Thật là đúng lúc, ngày mới lại đến rồi, có thể kéo thêm quyến tộc tới nữa. Anh không do dự liền mở cửa triệu hồi đám quyến độc của mình ra. Thích kiếm phong ra trận với tư thế oai phong của mình. Cứ thế đám quyến tộc mới của anh hùng hổ lao đến. Còn những con châu chấu của anh đột nhiên cất ra một giọng nói vang vọng. Thần Minh à, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, hãy hiến tế chúng tôi đi. Anh nghe xong thì cũng giật mình đến kinh ngạc. Anh không do sự cũng chẳng suy nghĩ nhiều trực tiếp sử dụng. Sinh mệnh hiến tế. Lúc này một thông báo âm thanh quen thuộc vang lên. Không ngờ phần thưởng hiến tế lần này thật là tốt quá đi. Chẳng lẽ ông trời cũng muốn giúp mình xa? Hiến tế lần này anh đã được hy ký thánh hỏa. Đạo cụ đặc biệt, xua đuổi hắc ám, loại bỏ trạng thái tiêu cực, giúp tăng thêm năng lượng cho quyến tộc. Một phần tín ngưỡng trở thành lễ vật của thần minh, với hy vọng mang tới điều kỳ diệu. Anh cũng trực tiếp nhận lấy cây đuốc này, hô to, thánh hỏa chi quang, khu trừ hắc ám. Nhìn thấy cây đuốc của anh như nhìn thấy vật khắc chế khiến cho đám hắc ám oa nhân này trong lòng có tia bất an. Anh nở nụ cười gian xảo đã đến lúc phản kích rồi. Mọi người thấy hay nhớ ủng hộ cho mình bằng cách donate ly trà sữa để mình lấy động lực làm video tiếp theo cho mọi người nhé. Vậy là chạp hôm nay của bộ truyện đã hết rồi mọi người cùng đón chờ chấp tiếp theo bằng cách nhớ follow đăng ký kênh để nhận được thông báo chấp mới nhất nha cảm ơn tất cả mọi người